Chương 512, Vương cấp tuyệt phẩm, khiêu chiến kết thúc. Hiện trường tất cả mọi người, mang theo hai loại tâm tình hoàn toàn bất đồng, đem toàn bộ ánh mắt tụ tiêu lên người Nhậm Thương Khung, phảng phất muốn từ vẻ mặt của hắn, tìm ra một chút gì đó. Chẳng qua là, Nhậm Thương Khung làm như không thấy, trực tiếp đi tới trước mặt Xích Hằng Vũ, ông quyền nói, điện chủ đại nhân, thuộc hạ không làm nhục sứ mạng, đã đào tạo ra phong linh mã hình chi. Xích Hằng Vũ nghe vậy mừng rỡ, hắn luôn luôn hàm súc, giờ phút này cũng không khỏi nở nụ cười, ha ha, hảo, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hai vị Pháp Vương, mời vào bên trong xem một chút, như thế nào? Tử Điện Pháp Vương hiển nhiên đối với tốc độ đào tạo của Nhậm Thương Khung mà cảm thấy hết sức giật mình, lòng rất muốn đi xem, thuận thế mà cười nói, ngày thứ 8 đào tạo ra huyền cấp linh dược, đây tuyệt đối là đại sư thủ bút, bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc. Thanh Phỉ, chúng ta cùng nhau đi vào nhìn một chút. Thanh Phỉ Pháp Vương cười nói, theo như quy củ, còn phải mời Hô Duyên Ngạo Bác trưởng lão cùng nhau vào xem, song phương so tài, nhất định phải toàn bộ đến tràng. Đúng. Hô Duyên trưởng lão, mời. Hô Duyên trưởng lão. Trong hoảng hốt, trong đầu tất cả mọi người đều sinh ra một ý niệm hoang đường, tên gọi Hô Duyên trưởng lão này, có thể từ hôm nay sẽ không còn nữa. Ngày sau, Hô Duyên Ngạo Bác còn có thể gọi là Hô Duyên trưởng lão, sao? Hô Duyên Ngạo Bác giờ phút này, nào có nửa phần uy nghiêm và khí độ của Thái Thượng trưởng lão, mặt xám như tro tàn, ánh mắt đờ đẫn, phảng phất hồn phách đã bị mất. Thất bại này, tới quá đột nhiên. Ngày thứ 8 liền hoàn thành chu kỳ nảy mầm của huyền cấp linh dược, coi như hắn là dược thánh đại sư, cũng chưa bao giờ nghe đây quả thực là tiêu chuẩn của dược tổ. Đi thì đi. Đại ca, ta không tin, tiểu tử này trừ khi là yêu nghiệt, nếu không, hắn làm sao có thể ở ngày thứ 8 liền đào tạo ra. Bằng không hắn chính là ăn gian. Tử Điện Pháp Vương có chút không vui, Hô Duyên Ngạo Quan, có ăn gian hay không, trọng tài chúng ta tự nhiên sẽ phán đoán, hạt giống cùng linh dược có ấn ký đối ứng, hắn muốn ăn gian, đó chính là tự tuyệt đường lui. Ngươi không cần đã kích đối thủ, mất đi phong độ. Đến lúc này, Hô Duyên Ngạo Quan đâu còn để ý phong độ, hung ác nói, ta chính là không tin, đi, xem một chút liền biết ngay. Hô Duyên Ngạo Bác thất thố chốc lát, cũng đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Nhậm Thương Khung. Theo Tử Điện Pháp Vương hướng linh trận đi tới. Về phần đám người Đường Dục cùng Tô Thần, ngay cả tư cách đi vào cũng không có. Dù sao, linh trận cũng không lớn, tất cả mọi người đều đi vào, cũng không thực tế. Bất quá cơ hội xem rất nhiều, cũng không cần vội nhất thời. Năm khách khanh trưởng lão, lúc này đã không phải là hưng phấn có thể hình dung. Nhất là Lương Vô Cực, vốn tính tình chính là trâu con, trực tiếp nhảy đến giữa sân, trong miệng đắc ý kêu lên, sớm nói điện chủ đại nhân không có thể khiêu chiến, ha ha, đám người các ngươi thật là mắt bị mù, đi theo Hô Duyên huynh để tạo phản. Hối hận chưa? Đau khổ chưa? Muốn chết chưa? Từ Huân trong mắt đại phóng tinh quang, nhìn tiền đặt cuộc kia. 10 hạt huyền linh chủng tử, 5 người chia ra, là một người 2 hạt a. Lần này thật là kiếm lớn. Danh lợi song thu. Bọn họ ban đầu bị Nhậm Thương Khung triệu tập đi, dựa theo thời thế, lựa chọn đi theo điện chủ đại nhân. Thật ra khiêu chiến lần này, bọn họ trừ nói mấy câu ra, cũng không có cống hiến thực chất. Nhưng vài câu nói đó, lại tỏ rõ lập trường đầy đủ. Hôm nay, cái lập trường này là rất đáng tiền. Chẳng những sau này trở thành tâm phúc của điện chủ đại nhân, còn có hy vọng trở thành chính thức trưởng lão. Mà huyền linh chủng tử này, dĩ nhiên là thêm gấm thêm hoa. Không thể không nói, lần này Thương Khung đại sư mang đến cho bọn hắn vô hạn kỳ ngộ. Đó cũng không phải là kỳ ngộ bình thường, mà là bầu trời chân chánh để bọn họ bay lượn. Mầm cây màu vàng kim thần thánh hiện ra ở trước mặt mọi người. Mầm cây dài hơn đầu ngón tay, tản mát ra sinh cơ bừng bừng, làm cho mọi người nhìn thấy đều cảm thấy lưỡi khô. Trong mắt Thanh Phỉ Pháp Vương bắn ra ánh sáng khó có thể tin, Tử Điện đạo huynh, ngươi xem mầm cây của phong linh mã hình chi này, trong màu vàng kim, mơ hồ có mấy phần thiên chuyển phỉ thúy. Chẳng lẽ nói, đây là thượng phẩm phong linh mã hình chi? Hơn nữa có khuynh hướng phát triển thành vương cấp. Ánh mắt của Tử Điện Pháp Vương, chuyên chú mà nghiêm túc, thật giống như nhìn tình nhân, ôn nhu cùng si tình, khóe miệng khẽ động, lẩm bẩm nói, là thật, thượng phẩm phong linh mã hình chi. Ta dám khẳng định, nếu như dựa theo xu thế này, phong linh mã hình chi này, sẽ là vương cấp tuyệt phẩm. Đừng nói hai đại pháp vương, ngay cả Xích Hằng Vũ, cũng ngây người như phỏng, hồi lâu lên tiếng không được. Cái này quá khoa trương, đơn giản là vượt ra khỏi năng lực hiểu biết của hắn. Thời gian ngắn như vậy, chẳng những làm nảy mầm, còn có phẩm chất cao như thế. Đây quả thực đã vượt qua cực hạn, tốt đến không thể tốt hơn nữa. Tự vấn lòng mình, để cho Xích Hằng Vũ hắn làm, trong vòng nửa tháng, có thể nảy mầm, đã là không dễ, phải nói phẩm chất, có thể tới trung cấp cũng rất không tệ. Mà làm được hết thảy, chỉ là một thanh niên chưa tới 20 tuổi. Kỳ tích a, Tử Điện Pháp Vương than thở, ta nghĩ, những Pháp Vương không đi ra làm trọng tài, sau này nhất định sẽ hối hận. Ha ha ha, ban đầu mọi người đều không muốn xuất quan, không nghĩ tới, đã bỏ lỡ một cơ hội chứng kiến kỳ tích, ha ha, Tử Điện Đạo Huynh, ngươi nói, cái này có phải ta và ngươi có duyên hay không? Ở linh dược giới, kỳ tích mà nói, là có. Nhưng có thể tận mắt chứng kiến, đúng là một loại duyên phận, một vốn liếng đáng để người khác hâm mộ. Hô Duyên huynh đệ, lúc này đã hoàn toàn hóa đá. Chuyện cho tới bây giờ, lời dành cho bọn họ, là một bại đồ. Cơ hồ có thể nói, bọn họ là thua ở trên tay Nhậm Thương Khung. Thua ở trong tay một dược thánh chỉ có 20 tuổi. Được rồi, chúng ta ra ngoài. Huyền cấp linh dược này tính tình ôn hòa, chúng ta nhân khí quá nhiều, sẽ ảnh hưởng nó phát triển. Tử Điện Pháp Vương lên tiếng, Hô Duyên huynh đệ giờ phút này đã hoàn toàn không có năng lực nói chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ trừ cuốn gói ra, quả thật không thể nói gì được. Đi ra linh trận, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ thấy phía ngoài, trong trận doanh của Hô Duyên Ngạo Bác, trừ mấy đồng đảng mặt xanh mét ra, 5 trưởng lão khác, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Thấy Xích Hằng Vũ đi ra, đều là khóc kể, điện chủ đại nhân, tiểu nhân ngu muội, bị người đầu độc. Bổn ý của ta, tuyệt không có muốn đối phó điện chủ đại nhân. Đúng vậy, điện chủ nhân từ, xin khoan thứ tội của chúng ta. Chúng ta là bị Hô Duyên huynh đệ uy hiếp. Không thể làm gì. Xin điện chủ đại nhân minh xét. Hô Duyên huynh đệ nói lên phế truất. Trong 18 trưởng lão, có 9 giơ tay đồng ý, đạt tới nửa số, mới có thể khiêu chiến. Hôm nay, trừ 4 đồng đảng của Hô Duyên huynh đệ ra, 5 người kia đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao, thua trận này, là thua tất cả tiền đồ. Lấy bản lãnh của bọn họ, trở lại tổng bộ Đan Tiên Điện, trên đầu có tội danh phản đồ, tuyệt không thể nào lại có chức vị ngon lành, trên căn bản, tiền đồ là không còn. Cho nên, bọn họ nhất định phải tranh thủ được Xích Hằng Vũ tha thứ. Hô Duyên huynh đệ sắc mặt xanh mét, nhìn một màn này, nét mặt già nua không có chỗ đặt. Được làm vua thua làm giặc. Đâu cần phải vậy chứ. Xích Hằng Vũ nhàn nhạt nói, ta tuy nhân từ, nhưng quy củ của Đan Tiên Điện lại không cho phép ta nhân từ. Các ngươi nếu theo phụ tá Hô Duyên huynh đệ, thì theo bọn hắn rời đi. Đan Tiên Đông Điện này ngay cả ít đi các ngươi, mặc dù trong ngắn hạn sẽ tổn thương nguyên khí, nhưng lâu dài mà nói, tất nhiên sẽ là chuyện tốt. Đừng xem Xích Hằng Vũ nhân từ, trải qua phong ba lần này, hắn cũng biết nhân từ tuyệt đối không thể lạm dụng. Nhất là đối với những người này, thà mất đi, cũng quyết không thể lưu lại. Lưu lại, như cũ chính là ung nhọc. Đã có cơ hội này, liền hoàn toàn thanh trừ. Đem ung nhọc quét sạch, cho Đan Tiên Đông Điện một sinh cơ bừng bừng. Ở phương diện này, Xích Hằng Vũ làm điện chủ, tự nhiên có quyền lực nói một không hai. Hơn nữa, Pháp Vương mặc dù cũng là cao tầng của Đan Tiên Đông Điện, nhưng bọn họ không can thiệp vào quyền lực của cao tầng Đan Tiên Đông Điện. Lại nói, đứng ở lập trường của Pháp Vương, bọn họ cũng không hy vọng Đan Tiên Đông Điện tồn tại thanh âm bất đồng, ít nhất không nên có tranh đấu nghiêm trọng như thế này. Điện chủ nhất ngôn ký xuất, mấy trưởng lão kia coi như khóc ngất đi, cũng không làm nên chuyện gì. Điều này cũng không oán được Xích Hằng Vũ. Là bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ, tự hủy tiền đồ. Nhậm Thương Khung cũng không đồng tình đám người này, nếu như Hô Duyên huynh đệ thắng, bọn họ tất nhiên chỉ cao khí dương, bỏ đá xuống giếng. Loại tiểu nhân phản phúc vô thường này, giữ lại chỉ là hậu hoạn, phế truất là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, hắn đối với quyết định này của Xích Hằng Vũ, là vô cùng tán đồng. Giờ phút này, cao hứng nhất, chính là 5 khách khanh trưởng lão. Lập tức ít đi 9 chính thức trưởng lão, vị trí này trống không ít a, cái này không phải nói rõ, cơ hội để bọn họ tấn thăng thành chính thức trưởng lão là càng lúc càng lớn sao? Tử Điện Pháp Vương lên tiếng, Hô Duyên Ngạo Bác, ngươi vận dụng quy tắc khiêu chiến, cũng nên tuân thủ quy tắc. Trong vòng 3 ngày, mang theo đồng đảng của ngươi rời đi. Không nên sanh sự, nếu không, Pháp Vương Đoàn sẽ làm cho các ngươi muốn đi cũng đi không được. Pháp Vương Đoàn là võ lực đỉnh cấp của Đan Tiên Đông Điện, mặc dù không cầm quyền, lại nắm trong tay võ lực tuyệt đối. Pháp Vương Đoàn một khi tức giận, coi như võ lực cá nhân hắn mạnh mẽ, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Hô Duyên Ngạo Bác tâm như tro tàn, cũng không vứt bỏ phong độ, Tử Điện Pháp Vương. Hô Duyên Ngạo Bác ta cũng không phải người thua không chung. Được làm vua thua làm giặc, cũng không có gì đáng nói. Chẳng qua là, ta có một câu muốn hỏi Thương Khung đại sư một chút. Lúc này, hắn cũng thu đi ngạo khí của Thái Thượng trưởng lão, ở trước mặt Nhậm Thương Khung, hắn cũng phải gọi một câu đại sư. Nhậm Thương Khung cười nhạt, mời nói. Ta chỉ muốn hỏi một câu, Thương Khung đại sư sư thừa là ai? Tu vi linh dược như vậy, chẳng lẽ là đệ tử của Đan Tiên đại nhân? Hô Duyên Ngạo Bác nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Thật ra thì, không đơn thuần là Hô Duyên Ngạo Bác muốn hỏi. Tất cả mọi người ở chỗ này, trong đầu đều tồn tại nghi vấn đó. Chương 513, Thương Khung đại sư, Thái Thượng trưởng lão. Một thiên tài linh dược trẻ tuổi như vậy, coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập kiến thức linh dược, thì có thể có mấy năm. Nếu như không phải có danh sư chỉ điểm mà nói, làm sao có tu vi linh dược kinh thế hải tục như hôm nay? Cho nên, đối với sư thừa của Nhậm Thương Khung, không đơn thuần là Hô Duyên Ngạo Bác hiếu kỳ, bao gồm hai đại Pháp Vương, cùng với tất cả trưởng lão, đều rất tò mò. Nhậm Thương Khung lúc này, tự nhiên cũng không thể nào nói ra toàn bộ, mà dùng giải thích trước kia của hắn, khi còn bé, ta ở Vân La Thành từng gặp một tiền bối thần bí. Truyền thụ kiến thức linh dược cho ta mấy năm, trước sau ước chừng có 5-6 năm. Vị tiền bối kia thần thái bất phàm, giống như tiên nhân thượng giới. Hô Duyên Ngạo Bác toàn thân co rút, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm thở dài nói, quả nhiên là lão nhân gia, là người thua ở trong tay đệ tử của Đan Tiên tiền bối, Hô Duyên Ngạo Bác ta không oan, không oan. Đan Tiên tiền bối. Trong mắt Tử Điện Pháp Vương chợt lóe tinh mang, mừng rỡ nói, Thương Khung trưởng lão gặp phải, chẳng lẽ là Đan Tiên tiền bối. Lão nhân gia hành tung mờ ảo, đã mấy chục năm chưa từng hiện thân, có tin đồn nói người đã phi thăng thượng giới. Chẳng lẽ nói? Nội tâm Xích Hằng Vũ mặc dù mừng như điên, nhưng nhàn nhạt nói, chuyện này bây giờ còn không thể kết luận, chuyện liên quan đến Đan Tiên tiền bối, chúng ta không nên suy đoán lung tung mới phải. Hắn lời nói này, tự nhiên là vì bảo vệ Nhậm Thương Khung. Trong lòng cũng thầm khen Nhậm Thương Khung, lời nói nghĩ sao cũng được, cho người ta không gian tưởng tượng, lại không có biện pháp chứng thật. Hô Duyên Ngạo Bác hiển nhiên đối với Vạn Dược Tôn hết sức sùng bái, nói, điện chủ, ngươi vận khí tốt, thật là vận khí tốt. Có truyền nhân của Đan Tiên tiền bối giúp ngươi, ta còn có cái gì để nói? Ngươi yên tâm. Trong vòng 3 ngày, ta nhất định rời đi, sẽ không làm ngươi khó xử. Hô Duyên trưởng lão, quy củ của Đan Tiên Đông Điện như vậy, ta cũng không kiểu cách giữ lại ngươi. Chỉ hy vọng, sau ngày hôm nay, chúng ta vẫn ra sức vì Đan Tiên Điện, vẫn như cũ là chiến hữu. Hô Duyên Ngạo Bác xấu hổ vô cùng, không nói lời nào. Như vậy, vốn là khiêu chiến thanh thế thật lớn, lại bị Nhậm Thương Khung cường thế biểu hiện, lấy phương thức này kết thúc. Hô Duyên Ngạo Bác xuống đài, tất cả trưởng lão đi theo hắn, theo luật hủy bỏ thân phận trưởng lão, trở về tổng bộ Đan Tiên Điện, sẽ được an bài khác. Xích Hằng Vũ nội tâm kích động, nhưng dù sao cũng là đứng đầu một điện, còn có thể khống chế tâm tình. Tô Thần cùng Đường Dục có chút kích động, nhưng vẫn kìm nén được. Còn 5 khách khanh trưởng lão kia là vui mừng vô cùng. Ván này, bọn họ là hoàn toàn thắng cuộc, thắng toàn diện. Mà những trưởng lão cuối cùng lựa chọn trung lập, cũng âm thầm vui mừng, thật may là không có cùng Hô Duyên huynh để gây chuyện, nếu không, bây giờ cũng phải cuốn gói ra đi. Hai đại Pháp Vương hoàn thành sứ mạng, cũng không có rời đi, mà là lưu lại. Hiển nhiên, tin tức Đan Tiên truyền nhân, đối với bọn họ mà nói, là một đề tài cảm thấy hứng thú vô cùng. Điện chủ, bất kể Thương Khung trưởng lão cùng Đan Tiên tiền bối có quan hệ hay không, từ lập trường cá nhân ta cảm thấy, người này nhất định phải trọng dụng. Bây giờ vị trí Thái Thượng trưởng lão đã trống, không bằng ngươi cất nhắc, để hắn làm Thái Thượng trưởng lão. Như thế nào? Tử Điện Pháp Vương không chút nào che giấu hảo cảm của hắn đối với Nhậm Thương Khung. Xích Hằng Vũ thật ra cũng đang có ý đó, thử dò xét hỏi, Pháp Vương đoàn bên kia, mặc dù một mực không hỏi chuyện cao tầng, nhưng ta sợ các ngươi có chủ kiến, nói ta duy thân. Thanh Phỉ Pháp Vương cười nói, Xích Điện Chủ, Pháp Vương đoàn cho tới bây giờ không nhắc tới lập trường, cũng không bày tỏ không có lập trường. Chỉ theo quy củ mà làm, nếu như có bản lãnh, coi như là người thân nhất của ngươi, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Nếu Pháp Vương đoàn không có ý kiến, hắn tất nhiên là thuận theo mà làm. Trưởng lão đoàn bên này, hôm nay tự nhiên không thể phản đối. Xích Hằng Vũ mỉm cười nhìn Nhậm Thương Khung, Thương Khung trưởng lão, hôm nay vị trí Thái Thượng trưởng lão trống không, ngươi tới đảm nhiệm, là mong muốn của mọi người nói có đúng hay không? Nếu như không phải là Nhậm Thương Khung, những người khác quả thật không có tư cách. Trước không nói tới thực lực, cống hiến cũng không tới, cũng không ai có thực lực ép kẻ dưới phải phục tùng. Duy chỉ có Nhậm Thương Khung, ở đánh bại Hô Duyên huynh đệ, lập đầu công. Hơn nữa thực lực hắn biểu hiện ra, Hô Duyên huynh đệ đều không thể sánh bằng, huống chi những người khác. Cho nên, bất kể từ góc độ nào nhìn, hắn đều có tư cách nhất, cũng là thích hợp nhất. Nếu như nói thân phận, hắn có khi là đan tiên truyền nhân, nếu bỏ thì thật là tiếc nuối. Thật ra thì, ở Xích Hằng Vũ bên này, hơi có chút tư cách, chính là Tô Thần cùng Đường Dục. Nhưng mà trước mắt, hai người này đối với Nhậm Thương Khung đều hết sức sùng bái, bất luận từ góc độ nào nhìn, cũng không thể cùng Nhậm Thương Khung tranh giành. Cho nên, dưới tình hình này, Tô Thần cùng Đường Dục đều tâm duyệt thần phục, Thương Khung trưởng lão không làm, tin tưởng ở đây không có người nào có tư cách. Chúng ta hoàn toàn ủng hộ Thương Khung trưởng lão. Sau khi một nhóm trưởng lão theo Hô Duyên huynh đệ rời đi, hôm nay trong trưởng lão đoàn, Tô Thần cùng Đường Dục không thể nghi ngờ là tư cách lão nhất, cũng có quyền phát biểu nhất. Chúng ta cũng tuyệt đối ủng hộ Thương Khung đại sư. Khách Khanh trưởng lão cũng lên tiếng. Thương Khung, chúng ý như vậy, ngươi không thể từ chối. Nhậm Thương Khung cười cười, hắn không quá khiêm tốn, cũng không kiểu cách nói, mọi người ưu ái như thế, nếu ta từ chối, ngược lại làm người thất vọng. Lời dễ nghe ta cũng không nói nhiều, chỉ có một câu, chỉ cần ta ở vị trí này một ngày, sẽ vì Đan Tiên Đông Điện cống hiến tất cả lực lượng. Hảo, thống khoái. Tử Điện Pháp Vương vỗ tay mà cười, Thương Khung trưởng lão, Đan Tiên Đông Điện có ngươi là đan tiên truyền nhân, ngày khác tất nhiên sẽ đứng đầu tất cả phân điện. Lấy tiền trình của ngươi, tổng bộ Đan Tiên Điện mới là võ đài của ngươi a. Tử Điện Pháp Vương nói lời này, ngược lại không phải là thuần túy thổi phồng Nhậm Thương Khung, cũng là rất có dụng ý, hiển nhiên là nói cho những người khác, phải phối hợp Thương Khung Thái Thượng trưởng lão, không nên ghen tị hắn trẻ tuổi chức cao. Nhậm Thương Khung ở Đan Tiên Đông Điện sẽ không lâu, tổng bộ Đan Tiên Điện mới là võ đài tốt nhất của hắn. Ý kia dĩ nhiên là nói cho mọi người, Nhậm Thương Khung sẽ không chiếm vị trí này quá lâu, sẽ không trở ngại đến các ngươi phát triển. Sau khi vị trí Thái Thượng trưởng lão xác định, hai đại Pháp Vương đều cười, cùng Nhậm Thương Khung nói lời từ biệt. Thương Khung trưởng lão, thiên tài như ngươi, chúng ta nhất định phải kết giao. Sau khi trở về, chúng ta sẽ nói lại cho đám người kia, để cho bọn họ hối hận, ha ha. Chứng kiến thiên tài như thế, Tử Điện Pháp Vương cùng Thanh Phỉ Pháp Vương đều cảm thấy chuyến này đi không uổng. Bọn họ chỉ quan tâm chuyện Nhậm Thương Khung làm Thái Thượng trưởng lão, về phần bổ nhiệm trưởng lão bình thường, là thuộc về quyền lực của Điện Chủ cùng Thái Thượng trưởng lão, bọn họ tự nhiên sẽ không can thiệp. Kế tiếp, dĩ nhiên là luận công ban thưởng. Tô Thần cùng Đường Dục, tấn thăng làm nhất phẩm đích trưởng lão. Tự nhiên không có dị nghị. Dù sao, hai người này là tâm phúc của Điện Chủ, như bóng không rời. Mà còn dư lại mấy người đi theo Xích Hằng Vũ, vẫn đứng ở bên Xích Hằng Vũ, là từ tam phẩm hoặc tứ phẩm, trực tiếp tấn thăng làm nhị phẩm. Những người trung lập thì vẫn như cũ, không thưởng không phạt. Năm Khách Khanh trưởng lão, thăng làm chính thức trưởng lão, bất quá là từ tứ phẩm làm lên. Tuy là tứ phẩm, nhưng chính thức trưởng lão cuối cùng vẫn là chính thức trưởng lão, tuyệt đối không phải là Khách Khanh trưởng lão có thể so sánh. Đãi ngộ, danh tiếng, địa vị, đều có thể nói là toàn diện tăng lên. Dùng cá vượt long môn để hình dung, cũng không chút nào quá phận. Điện chủ cùng Thái Thượng trưởng lão tự mình tuyên bố, tại chỗ trao lệnh bài chính thức trưởng lão, tuyên bố giới luật trưởng lão, thay đổi phục sức trưởng lão. Những nghi thức này, tạm thời lược giảng. Nghi thức có hay không cũng được, mấu chốt là thân phận tăng lên. Năm người kia đều cười đến không khép miệng, nhất là Lương Vô Cực, lúc này trừ toét miệng cười khúc khích, đã không có động tác khác. Chư vị, trải qua một kiếp này, người của trưởng lão hội đã giảm bớt nghiêm trọng. Bổn điện chủ hy vọng, từ nay về sau, mọi người đồng tâm hiệp lực, vì Đan Tiên Đông Điện cố gắng. Người nào ăn không ngồi rồi, đó chính là công địch của Đan Tiên Đông Điện. Xích Hằng Vũ hiển nhiên cũng đã hấp thụ dạy dỗ, không còn là một người quá nhân từ. Nhậm Thương Khung cũng gật đầu nói, có điện chủ như vậy, là may mắn của Đan Tiên Đông Điện. Kính Nguyệt Thành này thành lập không dễ, hy vọng mọi người cùng chung cố gắng, quý trọng tịnh thổ này. Tất cả mọi người rối rít tỏ thái độ, tuyệt đối ủng hộ quyền uy điện chủ. Lương Vô Cực cười nói, người nào dám phản đối điện chủ đại nhân, Lương Vô Cực ta là cái thứ nhất không tha cho hắn. Trưởng lão hội vốn có 18 tên trưởng lão, một lần mất 9, mặc dù gia nhập 5, nhưng vẫn ít đi 4. Như vậy, hôm nay chỉ còn lại 14 tên trưởng lão. Thế cục đại định, Đan Tiên Đông Điện làm chuyện thứ nhất, chính là trấn an dân chúng Kính Nguyệt Thành. Cũng bắt đầu chiêu nạp khách khanh trưởng lão mới. Nhóm Tiếu Canh tấn thăng làm chính thức trưởng lão, khách khanh trưởng lão này chỉ còn lại một người không về. Cái lỗ hổng này, dĩ nhiên là phải bù đắp. Mà sau khi Nhậm Thương Khung trở thành Thái Thượng trưởng lão, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Dĩ nhiên là tiếp xúc đến bí văn của Đan Tiên Điện. Cao tầng Đan Tiên Đông Điện thay đổi, tin tức cũng tung ra ngoài, thông báo Đông Hoàng Châu Lục Đại Tông Môn, cùng với Nhị Lưu Tông Môn cùng gia tộc. Lục Đại Tông Môn, sau khi lấy được tin tức này, phản ứng cũng không giống nhau. Thủy Vân Tông bên này, tương đối sẽ bình tĩnh một ít. Ở Vân Hạc Tường cùng Thủy Trường Đông xem ra, đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Dù sao, Dược Thánh có thể giải quyết thủ kiếp của Thủy Vân Thần Thụ, trở thành Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão, tuyệt đối có tư cách. Mà Thất Tinh Đạo Tràng, bởi vì duyên cớ Nhậm Thương Khung chữa trị Dạ Quan Tinh, cũng vì Nhậm Thương Khung vui mừng, đều cảm thấy Nhậm Thương Khung làm tới Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão, Thiên Cát muốn động hắn, sẽ phải cân nhắc kỹ càng. Ngươi động một Thái Thượng trưởng lão, kia chính là địch của cả Đan Tiên Điện. Mà Thiên Cát Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo lấy được tin tức này, đều kinh ngạc không thôi. Vưu Thiên Chiến trước tiên liền tìm Hạ Tùng Linh. Tùng Linh đạo huynh, Nhậm Thương Khung cùng Thiên Cát ta bất cộng đái thiên, người này không ngừng lớn mạnh, uy hiếp đối với Thiên Cát ta, sẽ không ngừng lớn hơn. Không thể để cho hắn tiếp tục phát triển. Trong mắt Vưu Thiên Chiến, lóe ra sát cơ lạnh lùng. Chương 514, Thiên Cát chấn kinh, bí văn năm ấy. Trảm Không Đạo lấy sát nhập đạo, phàm là có uy hiếp đối với bọn họ, hoặc là ảnh hưởng đạo tâm kiên định của bọn họ, bất luận là ai, nhất định trảm sát. Mà Nhậm Thương Khung, hôm nay không thể nghi ngờ chính là kẻ địch lớn nhất của Trảm Không Đạo. Trước không nói có nhiều truyền nhân Trảm Không Đạo chết trong tay Nhậm Thương Khung, chỉ một chuyện Nhậm Thương Khung đột nhập Thiên Đoạn Sơn Mạch, ở trong tay Vưu Chiến Thiên chạy trốn, Vưu Chiến Thiên cho tới bây giờ xem như một tâm bệnh, không cách nào tiêu trừ. Sau khi hắn thành tựu đại đạo, rất ít khi đối phó hậu bối. Nếu muốn động thủ, không ai có thể sống sót. Nhưng mà, Nhậm Thương Khung ở trước mắt hắn chạy trốn, chuyện này, đối với hắn là một tâm ma. Hạ Tùng Linh phản phất như lão tăng nhập định, mí mắt khép nhẹ, đối với lời nói của Vưu Chiến Thiên như không khí. Muốn nói cừu hận của Hạ Tùng Linh đối với Nhậm Thương Khung, tuyệt đối không ít hơn Vưu Chiến Thiên. Vưu Chiến Thiên chẳng qua là để cho Nhậm Thương Khung chạy đi, còn Hạ Tùng Linh hắn là xém chút nữa chết trong tay người đó. Mà trên thực tế, Hạ Tùng Linh là đại đạo tam trọng, so với Vưu Chiến Thiên cao hơn một bậc. Cho nên, chuyện này đối với Hạ Tùng Linh là một sỉ nhục chỉ bất quá, Hạ Tùng Linh là lão hồ ly, nếu Vưu Chiến Thiên muốn làm, thì để cho Vưu Chiến Thiên đi làm. Hạ Tùng Linh hắn sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Trước kia, Hạ Tùng Linh vẫn luôn ghi nhớ lời dạy của Hạ Tùng Ngâm, cho nên hắn một mực không quá áp bách Nhậm Thương Khung. Nhưng sau này, Nhậm Thương Khung bị buộc thoát ly Thiên Cát, Vưu Chiến Thiên ra 7 phần lực, Hạ Tùng Linh hắn cũng xuất 3 phần. Tùng Linh đạo huynh, ngươi đối với chuyện diệt Nhậm Thương Khung, không có hứng thú sao? Vưu Chiến Thiên lạnh lùng cười hỏi. Vưu lão đệ, ngươi ngược lại nóng lòng. Chúng ta đã thả ra ban thưởng, Nhậm Thương Khung kia dù có ba đầu sáu tay, trừ khi hắn không rời khỏi Kính Nguyệt Thành, nếu không sớm muộn gì cũng chết. Bây giờ hắn tấn thăng làm Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng Trường Lão, quyền cao chức trọng, địa vị so với chúng ta chỉ cao hơn chớ không thấp. Ngươi muốn đối phó hắn, làm sao có thể? Vưu Chiến Thiên cười lạnh nói, Kính Nguyệt Thành thì như thế nào? Ta thần không biết quỷ không hay tiếng đi, lấy thế xét đánh diệt sát người này, chẳng lẽ Kính Nguyệt Thành sẽ đổ tội lên đầu chúng ta sao? Trong ngữ khí của Vưu Chiến Thiên, có một phần tự tin. Trong xương của hắn, chính là cá tính không sợ trời, không sợ đất. Hạ Tùng Linh trừng mắt, bắn ra một ánh sáng lăng lệ, Vưu lão đệ, không được làm càng. Hắc hắc, Tùng Linh đạo huynh, ngươi như vậy mà sợ Đan Tiên Đông Điện sao? Hừ, ngươi không sợ, ngươi có thể đi thử một lần. Ta đảm bảo ngươi có đi không về. Trong ngữ khí của Hạ Tùng Linh, tràn ngập vẻ kiên kỵ. Đan Tiên Đông Điện điện chủ Xích Hằng Vũ, bản thân chính là đại đạo tứ trọng, thực lực cùng Tùng Ngâm đạo huynh không phân biệt trên dưới. Mà thực lực đáng sợ nhất của Đan Tiên Đông Điện, không phải là điện chủ. Cũng không phải Thái Thượng Trường Lão cùng trưởng lão hội, mà là Pháp Vương Đoàn. Pháp Vương Đoàn có ít nhất 10 tên Pháp Vương, tất cả Pháp Vương đều là đại đạo cấp. Thực lực đó đã vượt qua bất kỳ tông môn nào trong 6 đại tông môn. Pháp Vương Đoàn. Pháp Vương Đoàn, Vưu Chiến Thiên không thể nào không biết. Tử tế nghĩ lại, hắn cũng biết, coi như hắn thần thông quảng đại, muốn đối kháng cả Đan Tiên Đông Điện, cái kia chính là lấy trứng chọi đá. Tiểu tử Nhậm Thương Khung này, rất giỏi kinh doanh. Tuổi còn trẻ, cư nhiên có thể làm đến Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Làm ta tức chết không thôi. Vưu Chiến Thiên cực kỳ nóng nảy. Hừ, hắn tuổi còn trẻ, thân lại cư cao, cây to đón gió, nếu không biết thu liễm, sớm muộn cũng phải bỏ mình. Vưu lão đệ, môn hạ đệ tử ngươi bại trận, tâm tình ta có thể hiểu được. Bất quá, bây giờ tuyệt đối không phải lúc đi trêu chọc Đan Tiên Đông Điện. Vưu Chiến Thiên cười lạnh, Tùng Linh đạo huynh, tự hồ bại dưới tay hắn, không chỉ là đệ tử của ta đi. Hạ thị Âm Dương Đạo ngươi có Hạ Vũ Trùng, Hạ Hàng Hiên, chẳng lẽ thắng qua hắn sao? Hắc hắc, Hạ Vũ Trùng cùng Hạ Hàng Hiên, đều không phải là truyền nhân kiệt xuất nhất của chúng ta. Ngược lại là Đao Bạch Vũ, là môn đồ đắc ý nhất của ngươi thì phải. Hai người nói qua nói lại, không ngờ đã thành đấu khẩu. Ngươi biết cái gì? Trảm Không Đạo ta lấy sát nhập đạo, hoặc là giết người, hoặc là bị giết. Đao Bạch Vũ bị trảm một lần, thiên sát bên trong mạnh hơn mấy lần, chờ hắn rời núi lần nữa, chính là ngày chết của Nhậm Thương Khung, ngươi cứ chờ xem. Như vậy ta sẽ mở mắt mong chờ. Đúng rồi, gần đây Chân Kiếm Đạo bên kia, có động tĩnh gì không? Lão tiểu tử Lý Dật Phong kia, chỉ là một kẻ không có tiền đồ. Không có Nhậm Thương Khung, hắn có thể làm được gì nữa chứ? Suốt ngày ở Kiếm Lư. Vưu Chiến Thiên đối với Lý Dật Phong, là không thèm quan tâm. Hạ Tùng Linh cười hắc hắc nói, Vưu lão đệ, nói đến chuyện này, ta không thể không bội phục ngươi. Thủ đoạn cao minh a, Vưu Chiến Thiên nhàn nhạt nói, bội phục ta cái gì? Năm ấy kiếm tiên tử Tạ Anh bị tập kích, Vưu lão đệ đừng nói chuyện kia không phải là thủ bút của ngươi đi. Trong khóe miệng Hạ Tùng Linh có một tia đùa cợt vui vẻ, cao minh a, thật là cao. Ha ha ha, sự kiện ẩn bí như vậy, Tùng Linh đạo huynh không có bằng chứng, cần gì đi giá họa cho ta. Thế nào, ngươi nghĩ ta làm chuyện đó sao? Vưu Chiến Thiên không chối bỏ. Cũng không thừa nhận. Hừ, nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Vưu Chiến Thiên, ngươi tự cho là làm rất cao minh, nhưng không biết lúc ngươi trảm sát Tạ Anh, Tùng Ngâm đạo huynh đang ở phụ cận. Sắc mặt Vưu Chiến Thiên hơi biến đổi, hồi tưởng lại tình hình ngày đó, xác thực cũng có chút quỷ dị. Hắn khi đó đại đạo chưa thành, một mực cảm thấy sự kiện kia, có người ở sau lưng qua sát, hắn truy tìm thế nào cũng không được. Chẳng lẽ thật bị Hạ Tùng Ngâm thấy được? Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại cũng không cần thiết nhận hay không nhận, cười nhạt, nếu Tùng Ngâm đạo huynh thấy được. Làm Thiên Các đồng môn, sao không xuất thủ ngăn lại? Kia là bởi vì, so sánh với tử Tạ Anh, Tùng Ngâm đạo huynh coi trọng tiền đồ của ngươi hơn. Nếu là Tùng Ngâm đạo huynh ra mặt, ngươi tru sát cùng môn, tất nhiên là tử tội. So với ngươi chết, thì Tạ Anh chết tốt hơn. Vưu Chiến Thiên cười quái dị, vậy sao, còn ta thì không nghĩ vậy. Hạ Tùng Linh cười hắc hắc nói, sau khi chuyện này qua, Tùng Ngâm đạo huynh càng nghĩ càng cảm thấy Vưu lão đệ cao minh, việc làm so với vẻ ngoài bất cần đời của ngươi hoàn toàn bất đồng, ngươi trảm sát kiếm tiên tử Tạ Anh, sử dụng thủ pháp cực vi cao siêu. Sát mà không chết. Giết một, tương đương với phế hai cái. Lý Dật Phong 2000 năm qua, một mực bôn ba tìm cách cứu Tạ Anh, hoàn toàn bỏ bơ tu luyện. Như vậy, chân kiếm đạo ổn ổn bình bình, đối với trảm không đạo hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Không thể không nói, một đao kia của Vưu lão đệ năm ấy, bảo đảm địa vị trảm không đạo mấy ngàn năm. Khó trách Tùng Ngâm đạo huynh một mực khen Vưu Chiến Thiên ngươi là một nhân vật, không thể khinh thường. Vưu Chiến Thiên âm thầm cả kinh, hắn năm ấy xuất thủ, chính là có ý nghĩ đó. Không nghĩ đến, lại bị Hạ Tùng Ngâm biết tất cả. Cho tới bây giờ, Vưu Chiến Thiên đều ra vẻ. Một mực che sức mình, đem mình tạo thành một mảng phu thô lỗ hung hãn, bản ý dĩ nhiên là làm những đối thủ khác không đề phòng. Nhất là tránh đi ánh mắt của Hạ thị Âm Dương Đạo, để cho Âm Dương Đạo xem thường hắn, khi dễ hắn. Giả tâm của Vưu Chiến Thiên, chính là muốn thay Hạ thị Âm Dương Đạo, thành trưởng khống giả chân chính của Thiên Cát. Muốn trở thành vương của Thiên Cát, áp chế chân kiếm đạo, bảo đảm địa vị chẳng qua là bước đầu tiên, chiến thắng Hạ thị Âm Dương Đạo, mới là chung cực một bước. Mặc dù bị Hạ Tùng Linh vạch trần tâm tư, Vưu Chiến Thiên cũng không thèm để ý chút nào. Cười lạnh nói, Hạ thị Âm Dương Đạo các ngươi, hết lần này tới lần khác lấy phỏng đoán làm vui. Một chuyện rất đơn giản, lại suy diễn ra nhiều ý như vậy. Hạ Tùng Linh cười nhạt nói, suy diễn sao, Vưu lão đệ vì sao muốn cùng ta thương nghị chuyện của Nhậm Thương Khung? Nếu ngươi thống hận Nhậm Thương Khung như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đơn độc giải quyết. Vì sao kéo Hạ thị Âm Dương Đạo ta đi đối phó Đan Tiên Đông Điện? Vưu Chiến Thiên nói, trục xuất Nhậm Thương Khung, phát ra thông báo, công bố ban thưởng, tự hồ không phải là trảm không đạo ta một tay đi làm. Hạ Tùng Linh dằn vặt cười nói, chuyện này chỉ là sự cấp tòng quyền. Dối mình hiếp người. Hắn hôm nay đại thế đã thành, sớm muộn sẽ thành đại khí. Chờ hắn nắm trong tay Đan Tiên Đông Điện, lên tới điện chủ, sau đó đối phó Thiên Cát, vậy thì hối hận không kịp. Tới đó hẳn tính. Hạ Tùng Linh đối với lời này của Vưu Chiến Thiên không cảm thấy hứng thú, chỉ cần Lý Dật Phong cùng chân kiếm đạo ở đây, hắn không thể nào đối phó Thiên Cát. Nhậm Thương Khung người này, tuy nói đại nghịch bất đạo, thế nhưng chút tình hương khói vẫn có. Vưu Chiến Thiên chỉ muốn nhổ một bãi nước miếng lên mặt Hạ Tùng Linh. Đến lúc đó hãy nói, phản phất cùng Nhậm Thương Khung còn có không gian giải hòa vậy. Hôm nay, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, đó chính là cừu hận bất cộng đái thiên. Không nói ân ân oán oán trước, chỉ riêng một chuyện về phụ thân của Nhậm Thương Khung, liền chỉ định song phương nhất định là không chết không thôi. Vưu Chiến Thiên vốn tính toán kéo Hạ thị Âm Dương Đạo xuống nước, cũng không nghĩ đến, Hạ thị Âm Dương Đạo thấy khó lập tức buông tay. Không thể giải quyết được gì, Vưu Chiến Thiên tức khí rời đi. Hắn vừa mới đi, Âm Dương Đạo Hạ Tùng Phong từ phía sau đi ra, cười nói, Vưu Chiến Thiên quả nhiên là diễn kịch. Muốn kéo Âm Dương Đạo chúng ta xuống nước. Nào có dễ dàng như vậy? Hắn chẳng lẽ là muốn Âm Dương Đạo ta cùng Đan Tiên Đông Điện ác đấu, hắn ngồi thu lợi sao? Hạ Tùng Linh trầm ngâm chốc lát, trên khuôn mặt thu lại nụ cười, Nhậm Thương Khung chợt leo lên vị trí Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng Trường Lão, người này lâu dài, là một đại họa tâm phúc. Xác thực như vậy, chuyện này đã báo Tùng Ngâm đạo huynh, chẳng qua là hắn đang đến giai đoạn then chốt, không thể đi ra. Bất quá, hắn đã quyết định, bảo ta nói cho ngươi biết, khi cần thiết, chúng ta tự mình xuất thủ, cũng phải diệt sát Nhậm Thương Khung. Chương 515, Âm Dương Đạo giả tâm, Hình Thiên ngộ đại đạo. Hạ Tùng Linh nghe được tin tức này, cũng không giật mình, ngược lại có chút trách mình, năm đó chính là ta chủ trương động thủ với hắn, đạo huynh lại muốn lấy đại cục làm trọng, hôm nay xem ra, chúng ta đã bỏ lỡ tiên cơ, cho long về biển rộng, hôm nay muốn đối phó hắn, đã không phải là một loại phiền toái. Nhắc lại chuyện cũ, trong bụng Hạ Tùng Linh cũng có chút thông suốt. Khi Hạ Vũ Trùng bị Nhậm Thương Khung đánh bại, Hạ Tùng Linh liền chủ trương chèn ép Nhậm Thương Khung. Sau đó trải qua nhiều lần phong ba, Hạ Tùng Linh đối với Nhậm Thương Khung càng không có hảo cảm. Đến khi bị Nhậm Thương Khung ám toán, hắn đối với Nhậm Thương Khung càng thêm thống hận. Hạ Tùng Phong cũng bất đắc dĩ, Tùng Linh đạo huynh, ngày đó bị hắn ám toán, phải hạ thiên địa thệ ước, trong vòng 20 năm không thể động hắn. Đây chính là một chuyện mà Hạ Tùng Linh bình sanh buồn bực nhất. 20 năm không thể động hắn, yêu nghiệt này tốc độ tiến bộ như thế, 20 năm sau, sẽ đáng sợ như thế nào? Tương lai 20 năm sau, không có thể đối phó hắn, nếu không, Hạ Tùng Linh hắn liền gặp phải thiên địa đại kiếp trừng phạt, kia sẽ là tai ương hủy diệt. Cho nên, mặc dù muốn đích thân xuất thủ, vậy cũng phải là 20 năm sau. Nghe Hạ Tùng Phong nói tới chuyện năm đó, Hạ Tùng Linh cũng là giận không chỗ phát tiết, nếu không phải Tùng Ngâm đạo huynh bảo ta lưu một tay, thuận theo tự nhiên, ta ngày đó trực tiếp hạ sát thủ, thì có chuyện bị ám toán sao? Cái này đương nhiên là kiếm cớ, ban đầu Nhậm Thương Khung giết chết Hạng Thái Hư, Hạ Tùng Linh đã động sát cơ. Hắn sở dĩ bị ám toán, là vì hắn ngày đó khinh địch, căn bản không có đem Nhậm Thương Khung để ở trong mắt. Lấy thân phận đại đạo cường giả xuất thủ, nên không đem hết toàn lực. Hạ Tùng Phong cười khổ một tiếng, cũng than nhẹ liên tiếp. Nhị đạo huynh, Nhậm Thương Khung tuổi còn trẻ, đã yêu nghiệt như thế. Người này, tất nhiên có thiên đại kỳ ngộ. Hơn nữa căn cứ tài liệu chúng ta có được, công pháp tu luyện của Nhậm Thương Khung này, thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh, hết sức bá đạo. Hơn nữa, hắn trẻ tuổi như vậy, phương diện linh dược cư nhiên có thể thông qua dược thánh khảo hạch. Còn có kim quang khôi lỗi, cùng với phi đao tuyệt kỹ, bất kỳ hạng nào, đều phản phất ẩn chứa bí mật kinh thiên. Đại đạo huynh suy đoán, Nhậm Thương Khung này lấy được kỳ ngộ, có lẽ là truyền thừa của thần đạo cường giả lưu lại. Thần đạo truyền thừa. Hạ Tùng Linh khẩu khí hết sức phức tạp, trong mắt cũng thoáng qua một tia tham lam. Không sai, đại đạo huynh tu vi như thế, cũng nhìn không thấu sâu cạn, kia tất nhiên là tồn tại vượt qua đại đạo cảnh giới. Nhị đạo huynh, nếu có thể đoạt được công pháp truyền thừa này, Hạ thị âm dương đạo ta tất nhiên sẽ trở thành thế lực đệ nhất của thiên trạch thế giới. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Tùng Linh nghe Hạ Tùng Phong nói lời này, thật là đau lòng đứt ruột, hối hận cực kỳ. Đã từng có nhiều cơ hội như vậy, đều bỏ lỡ. Hôm nay Nhậm Thương Khung trở thành Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão. Giống như lông về biển rồng, muốn xuất thủ đối phó, không có dễ dàng như vậy. Hồi tưởng lại, thủ đoạn không cùng tần suất của Nhậm Thương Khung kia, sau khi tiến vào Thiên Cát, đệ tử quý tộc từ 1-3 sao tiểu thành, ngắn ngủi mấy năm, đã thành Đông Hoàng Châu đệ nhất thanh niên, quá trình tấn thăng kia, đơn giản là một bước mấy nấc thang. Từ nhập môn bắt đầu, ở Đại Vương Ốc Sơn thí luyện bộc lộ tài năng, cuối cùng vấn đỉnh Nguyệt Hoa Lâu, đạt được Nguyệt Hoa Huân chương cấp bậc cao nhất. Sau đó tiến vào Bách Thảo Đường, giúp Minh Hoa Đà vô địch Đan Sư Đại Hội, sau đó đối phó 5 đại phân đà. Liên tục mấy tháng, lại đem 5 đại phân đà bắt được, đối phó Hạng Thái Hư, diệt cả nhà Hạng Thái Hư, các loại thủ đoạn, lôi lệ phong hành, ngắn ngủi không tới 2 năm, đem Bách Thảo Đường trở thành đệ nhất cung điện, ổn áp Thiên Hình Đường. Ngay cả được xưng là đệ nhất lão tổ Hình Thiên, cũng không thể không cúi đầu, ngoan ngoãn nhận thua. Sau đó phong ba Thiên Đoạn Sơn Mạch, Vưu Thiên Chiến thề phải bắt được Nhậm Thương Khung, kết quả vẫn để Nhậm Thương Khung chạy thoát. Sau đó Đông Hoàng Châu 300 năm đại bỉ, Nhậm Thương Khung càng biểu hiện kinh người, đem một đời trẻ tuổi của Đông Hoàng Châu chà đạp. Bao gồm cả Đao Bạch Vũ, Kim Phong Vực, những người được công nhận mạnh nhất, đều bị Nhậm Thương Khung đánh bại. Đang đoạt phải 300 năm tỷ thí đích vô địch con đường, một đường khải ca. Đoạn đường biểu hiện nghịch thiên này, Hạ Tùng Linh mặc dù thống hận, nhưng không thể không thừa nhận, Nhậm Thương Khung này quả thật lợi hại, hơn nữa đừng xem hắn trẻ tuổi, cư nhiên có thể để cho những cự đầu của Đông Hoàng Châu kia, đều bỏ xuống thân phận kết giao, mỗi một người đều muốn lôi kéo Nhậm Thương Khung. Thiên Cát phát ra thông báo lâu như vậy, chân chính hưởng ứng trừ truy nhật kiếm minh ra. Cơ hồ không có ai trả lời chắc chắn. Mà truy nhật kiếm minh tại sao trả lời chắc chắn? Không nghi ngờ chút nào là vì công báo thù riêng, vì rửa sạch cừu hận do Kim Phong Vực so tài thất bại. Thậm chí có thể, bọn họ căn bản chính là muốn diệt trừ Nhậm Thương Khung, diệt trừ chướng ngại lớn nhất cho Kim Phong Vực. Mà đây hết thảy, Nhậm Thương Khung lấy truyền thừa Vân La Thành Nhậm thị gia tộc, hiển nhiên là không thể nào đạt thành. Nhậm thị gia tộc cho dù mạnh trăm lần nữa, cũng không thể nào có truyền thừa này. Không nghi ngờ chút nào, Nhậm Thương Khung này tất nhiên có kỳ ngộ khác. Mà hôm nay, thành kiến của Hạ thị Âm Dương Đạo đối với Nhậm Thương Khung là không chết không thôi. Bọn họ bây giờ quan tâm nhất chính là kỳ ngộ truyền thừa của Nhậm Thương Khung. Cướp lấy kỳ ngộ truyền thừa của Nhậm Thương Khung để Hạ thị Âm Dương Đạo sử dụng, đây là dã tâm lớn nhất hôm nay của Hạ thị Âm Dương Đạo. Quản cái gì 10 vạn năm đại kiếp? Nếu thật có thể giành được thần đạo truyền thừa, Hạ thị Âm Dương Đạo tất nhiên là lâu dài không suy, yêu tộc thì như thế nào? Có thần đạo truyền thừa che chở, coi như là yêu tộc, cũng không sợ. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, coi như là yêu tộc, dị tộc, nhất định phải cúi đầu xưng thần. Thần đạo truyền thừa. Hạ Tùng Linh vừa nghĩ tới sức dụ dỗ của thần đạo truyền thừa, cơ hồ muốn hủy ước, muốn bỏ đi 20 năm ước hẹn. Bất quá hắn rất rõ ràng, thiên địa thề ước coi như là thần đạo cường giả, cũng không thể vi phạm. Một khi vi phạm, ắt gặp thiên phạt, đây chính là lực lượng của thiên địa pháp tắc, thần cũng không có thể cùng thiên địa pháp tắc đối kháng. Bây giờ, ngoại giới suy đoán đối với Nhậm Thương Khung càng ngày càng nhiều, biết được Nhậm Thương Khung có truyền thừa kinh người, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, đối thủ cướp đoạt thần đạo truyền thừa cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mà đáng buồn nhất chính là, bọn họ ở trong vòng 20 năm, căn bản không thể động thủ. Hạ Tùng Linh rất cũ kết, đang muốn mở miệng, chợt trước mắt xuất hiện một truyền thức ngọc giản, hình thiên xuất quan, tấn thăng đại đạo cấp. Hạ Tùng Phong cũng đồng thời nhận được tình báo này. Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt đều có chút phức tạp. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Cát rốt cục có đại đạo cường giả mới. Hạ Tùng Linh linh thức vừa động, hướng Hạ Tùng Phong nói, Tùng Phong, mau đi bái phỏng Hình Thiên, bảo hắn không nên công bố tin tức đại đạo ra ngoài, bảo hắn mau tới Khô Vinh Thần Sơn gặp ta. Trong mắt Hạ Tùng Phong khẽ động, nhị đạo huynh, đi, bảo hắn mau tới. Hình Thiên lão tổ mặc dù ở thập điện quyền thế ngập trời, nhưng mà ở trước mặt Thiên Khung Tạo Hóa, cũng không dám nói không. Coi như hắn hôm nay đột phá đại đạo cấp, nhưng mà căn cơ bất ổn, nếu như Thiên Khung Tạo Hóa thất sủng, tất nhiên gặp phải chèn ép, muốn tự thành một nhà, vào Thiên Khung Tạo Hóa là hoàn toàn không có khả năng. Bên trong Thiên Hình Đường, hôm nay là một mảnh kinh hỉ. Phàm là tâm phúc thủ hạ của Hình Thiên lão tổ, cùng những lão tổ cao tầng, đã lấy được tin tức trước tiên, rối rít tụ tập, hướng Hình Thiên lão tổ chúc mừng. Hình Thiên lão tổ một đôi mắt ưng, tản ra quang hoa khiếp người. Đại đạo cường giả hai mắt thâm thúy, phản phất ẩn chứa ảo diệu vô cùng. Những lão tổ Thiên Hình Đường khác đều hô to, chúc mừng Hình Thiên lão tổ tấn thăng đại đạo. Vóc người Hình Thiên lão tổ vốn rất cao, giờ phút này tản ra khí thế của đại đạo cấp, càng uy mãnh hết sức. Ta bế quan mấy ngày nay, có xảy ra chuyện gì không? Hắn bế quan gần 1 năm, đối với ngoại giới không nghe không hỏi. Rốt cục xông phá một bước cuối cùng, thành tựu đại đạo. Sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất chính là quan tâm ngoại giới. Lão tổ, đại sự lớn nhất, dĩ nhiên là Nhậm Thương Khung ly khai Thiên Cát. Cái gì? Hình Thiên lão tổ trợn mắt, súc sinh này, phản bội Thiên Cát. Ta sớm biết tên này có phản cốt, lão phu xuất quan, đang chuẩn bị hưng sư vấn tội. Không ngờ hắn đã đi trước. Hắc hắc, bất quá hắn phản bội cũng tốt, đó chính là phản đồ. Lùng bắt phản bội, không phải là chức trách của Thiên Hình Đường ta sao? Còn nữa, ngày mai lục soát Bách Thảo Đường một chút, xem có dương nhiệt hay không. Nếu có dương nhiệt của hắn, nhất định phải bắt lại. Cái này. Hình Chiến lão tổ có chút dở khóc dở cười, Nhậm Thương Khung này gian hoạt như quỷ, hắn sớm đã có âm mưu phản bội, bao gồm thủ hạ cùng tộc nhân, toàn bộ dời đi. Súc sinh này, quả nhiên xảo quyệt. Cho dù là chân trời góc biển, hắn có thể đi tới chỗ nào? Bất kể hắn trốn đi nơi nào, cuối cùng cũng phải chết. Nếu ta tấn thăng đại đạo, chuyện thứ nhất chính là muốn đem tên này bắt về quy án, rửa sạch sỉ nhục ngày đó của Thiên Hình Đường. Hình Thiên lão tổ hết sức thù dai, ban đầu thua thiệt trong tay Nhậm Thương Khung. Hôm nay tấn thăng đại đạo, chuyện thứ nhất chính là chèn ép Nhậm Thương Khung, chèn ép Bách Thảo Đường. Cho nên hắn xuất quan, chuyện thứ nhất muốn làm chính là hỏi Nhậm Thương Khung. Hình Thiên lần này hào tình tráng chí đi ra, vốn tưởng rằng thủ hạ sẽ hoan hô nhảy cẩn, lên tiếng phụ họa. Không nghĩ tới, đợi nửa ngày, lại không thét màn này. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Hình Thiên lão tổ trầm xuống, ánh mắt có chút nghiêm nghị liếc về hướng Hình Chiến lão tổ. Thế nào? Chẳng lẽ bị Bách Thảo Đường chèn ép, đã hù dọa vỡ mật sao? Hình Thiên lão tổ không vui, hắn sau khi xuất quan, đã chuẩn bị làm một trận lớn. Lại không nghĩ rằng, những thủ hạ này lại có bộ dạng như vậy, cùng hắn tưởng tượng kém rất xa. Hình Chiến lão tổ ấp úng, hắn nói Nhậm Thương Khung phản bội Thiên Cát, còn chưa kịp nói tiếp, liền bị Hình Thiên lão tổ đem lời cướp đi. Giờ phút này chỉ có thể nhắm mắt nói, đại nhân, Nhậm Thương Khung kia phản bội Thiên Cát, lại đầu nhập vào Đan Tiên Đông Điện, hơn nữa không biết gặp được vận cước chó gì, cư nhiên trở thành Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão, quyền cao chức trọng. Tin tức này cũng mới truyền tới Thiên Cát không lâu, cái gì? Hình Thiên nghe lời này, nhất thời hóa đá. Ngay người như phỏng, Đan Tiên Đông Điện. Thái Thượng trưởng lão. Chương 516, Hình Thiên buồn bực, giao dịch vô sĩ. Tin tức liên tiếp này, giống như đại chủ y liên tiếp đánh vào đầu hắn. Đầu ông như muốn nứt. Quá ngoài ý muốn. Hắn lần này bế quan trùng kích đại đạo cảnh, nói không tốt một chút, có một nửa động lực là tới từ Nhậm Thương Khung. Hắn mấy lần tìm Nhậm Thương Khung gây phiền toái, kết quả thảm bại ra về. Mang theo phần khuất nhục này, hắn mới bế quan, trùng kích đại đạo cảnh. Cho nên, khi hắn công thành xuất quan, chuyện thứ nhất chính là tìm Nhậm Thương Khung gây phiền toái. Nhưng mà, tin tức ngoài ý muốn này lại đem kế hoạch báo thù của hắn đánh loạn. Nếu như Nhậm Thương Khung chỉ là một chó nhà có tang, vậy hắn mang theo danh nghĩa Thiên Hình Đường chấp pháp, đúng là có thể khắp nơi đuổi giết Nhậm Thương Khung. Nhưng mà, địa vị hôm nay của Nhậm Thương Khung không giảm lại tăng. Thành Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão. Cặp mắt Hình Thiên hiện đầy tia máu, thực tế tàn khốc này làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Trong hai mắt bắn ra oán hận, một cừu hận nồng nặc không chỗ phát tiết, để cho vẻ mặt của hắn từ từ trở nên dữ tợn. Mà đám người Hình Chiến lão tổ, Hình Không lão tổ, tất cả đều không thể làm gì. Mặc dù chuyện này quả thật rất đả kích, nhưng mà đại thế đã thành. Nhậm Thương Khung hôm nay đã thành Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão, bàn về địa vị, coi như là những đạo tôn của Thiên Khung Tạo Hóa, cũng không dám nói quyền thế địa vị có thể vượt qua Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão, chớ nói chi là bọn họ. Hình Thiên lão tổ hung hăng đập một quyền, tiểu tử này, rốt cuộc là có vận cước chó gì, lại có thể lẫn vào vị trí Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão. Ta nhớ, Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão, không phải là Hô Duyên Ngạo Bác sao? Hình Không lão tổ vội vàng đem một ngọc giản đưa cho Hình Thiên lão tổ. Hình Thiên lão tổ đọc sau, chán nản mà nói, tiểu tử này quả nhiên là yêu nghiệt chuyển thế. Thời điểm Thiên Hình Đường đang buồn bực, có đệ tử đi vào cấp báo, bẩm báo chư vị lão tổ, Thiên Khung Tạo Hóa Âm Dương Đạo Hạ Tùng Phong đến chơi. Hạ Tùng Phong. Hình Thiên lão tổ không dám chậm trễ, vội nói, chư vị, theo ta nghênh đón Âm Dương Đạo Tôn. Hạ Tùng Phong thấy Hình Thiên lão tổ, nhìn hai mắt hắn ẩn chứa quang hoa thâm thúy, lớn tiếng cười nói, chúc mừng Hình Thiên lão đệ, đại đạo đại thành, thật đáng mừng. Lập tức, xưng hô liền biến thành Hình Thiên lão đệ rồi. Trong lòng Hình Thiên dù sao cũng có chút tự đắc, có thể làm cho đạo tôn xưng huynh gọi đệ, ít nhất chứng minh, thân phận đại đạo cấp này, đã lấy được công nhận. Tùng Phong đạo tôn tự mình giá lâm, Hình Thiên làm sao dám thất lễ. Hình Thiên ngược lại rất thông minh, biết ở trước mặt Hạ thị Âm Dương Đạo, còn không có chuyện hắn tự ngạo, cho nên trong lời nói, ngược lại rất khiêm tốn khách khí. Ta lần này tới, thứ nhất là vì chúc mừng, thứ hai, cũng là Tùng Linh đạo huynh mời, bảo Hình Thiên lão đệ đi Khô Vinh Thần Sơn một chuyến. Hạ Tùng Linh, Âm Dương Đạo đạo tôn thứ hai. Đại đạo tam trọng cường giả, ở Thiên Cát cũng chỉ dưới Hạ Tùng Ngâm. Được Hạ Tùng Linh mời, Hình Thiên không dám không theo. Ngày đó ở trước phủ đệ của Hạng Thái Hư, Hình Thiên hắn mang theo thủ hạ Thiên Hình Đường xuất thủ che chở, trên căn bản có thể nói, Hình Thiên hắn cùng Hạ Tùng Linh có quan hệ tương đối gần. Hạng Thái Hư là cháu ngoại của Hạ Tùng Linh, tầng quan hệ này, Hình Thiên cũng biết. Cho nên, đứng ở lập trường đối phó Nhậm Thương Khung, hắn tin tưởng mình cùng Hạ Tùng Linh là cùng cựu địch. Lập tức cũng không do dự, thản nhiên cười nói, Tùng Linh đạo tôn mời, Hình Thiên ta có thể nào không đi. Tùng Phong đạo tôn. mời dẫn đường. Hai người song song ra cửa, hướng kia Khô Vinh Thần Sơn bay đi. Dọc theo đường đi, Hình Thiên cũng có một phần so đo trong lòng. Hắn biết, nếu muốn vào Thiên Khung Tạo Hóa, thành tựu một đạo, nhất định phải có cường đại ủng hộ. Hôm nay Hình Thiên hắn thế đơn lực cô, ở Thiên Khung Tạo Hóa căn bản không có quyền lên tiếng, cho nên, cùng Hạ thị Âm Dương Đạo tạo quan hệ, là vô cùng cần thiết. Nhất là Hạ Tùng Linh, ở tình huống Hạ Tùng Ngâm không ra mặt, Hạ Tùng Linh cơ hồ có thể nói chính là nhân vật có quyền lên tiếng nhất. Mà Hình Thiên hắn, cùng Hạ Tùng Linh vừa vặn có cùng cừu địch. Cho nên, tầng quan hệ này, nhất định phải lợi dụng mới được. Thấy Hạ Tùng Linh, Hình Thiên không dám chậm trễ, vẫn lấy tư thái thuộc hạ bái kiến Hạ Tùng Linh. Hạ Tùng Linh cười nhạt, Hình Thiên lão đệ, ngươi nếu tiến vào đại đạo cấp, từ nay về sau, gọi ta một câu đạo huynh là được. Không dám, không dám. Hình Thiên vội vàng khiêm tốn nói. Xưng hô như thế nào, chẳng qua là tiểu tiết. Nhưng mà một câu đạo huynh, lại có thể kéo gần khoảng cách. Ngươi sớm muộn cũng vào Thiên Khung Tạo Hóa, gọi chúng ta một tiếng đạo huynh, cũng không tính là gì. Vâng, thuộc hạ nghe Tùng Linh đạo huynh phân phó. Hình Thiên theo ý tứ của Hạ Tùng Linh nói. Nơi này không có người ngoài, ta liền nói thẳng. Hình Thiên lão tổ trong đầu rùng mình, đạo huynh mời nói. Hảo, ta chỉ hỏi một câu, Hình Thiên ngươi lần này bế quan trùng kích đại đạo cảnh, có phải bị Nhậm Thương Khung kích thích hay không? Hạ Tùng Linh đi thẳng vào vấn đề. Nói đến Nhậm Thương Khung, trong mắt Hình Thiên bắn ra vẻ oán hận, hắn cũng không che giấu, hận nói, Nhậm Thương Khung kia hiếp người quá đáng, chèn ép Thiên Hình Đường ta, đánh vào mặt ta. Thuộc hạ cùng phản đồ này bất cộng đái thiên. Ta nghe nói tiểu súc sinh này phản bội Thiên Cát. Thuộc hạ thật muốn đem súc sinh này bắt trở lại, thi hành môn quy. Hảo, ngươi có tâm này, không hổ là đệ nhất lão tổ của Thiên Hình Đường, không uổng công ngươi nắm Thiên Cát hình luật nhiều năm như vậy. Mọi người đều biết, Thiên Hình Đường mấy trăm năm qua, thật ra là hết sức hoang đường, cống hiến căn bản chưa nói tới, ngược lại trong tối đã làm không ít chuyện trái với môn quy. Nhưng mà Kim Khẩu Đạo Tôn đã mở, coi như là nghịch thiên, cũng biến thành thay trời hành đạo. Tốt hay xấu, là thuận hay nghịch, cuối cùng chỉ là một câu nói của người quyền cao chức trọng mà thôi. Hình Thiên, ngươi hôm nay tấn thăng đại đạo cảnh, ta ngược lại có lòng nâng đỡ ngươi tiến vào Thiên Khung Tạo Hóa, nhưng thời cơ chưa thành thục. Hôm nay ta có một nhiệm vụ, ngươi nếu có thể hoàn thành, Hạ thị Âm Dương Đạo ta, tất nhiên toàn lực nâng đỡ ngươi vào Thiên Khung Tạo Hóa. Như thế nào? Hình Thiên toàn thân rùng mình, Thiên Khung Tạo Hóa. Đây chính là quyền thế mà hắn mơ tưởng a. Hôm nay Hạ Tùng Linh ném ra cám dỗ to lớn này, hắn không vui mừng sao được. Không có đạo lý không nhận. Hình Thiên ở trước mặt quyền thế, căn bản không có do dự, nói, Hình Thiên ta nguyện ý vì đạo huynh phân ưu giải nạn. Mời đạo tôn phân phó. Hảo, chuyện này nếu ngươi làm thành. Trong vòng 3 năm, ta sẽ để cho ngươi vào Thiên Khung Tạo Hóa, hoặc là tự thành một đạo, hoặc là thay thế Chân Kiếm Đạo, tuyệt không đổi ý. Hạ Tùng Linh cũng phải dài dòng. Đạo huynh xin phân phó, nếu có thể làm, Hình Thiên ta sẽ hết sức hoàn thành. Chuyện này đối với ngươi mà nói, ngược lại cũng chính là tâm nguyện. Ta muốn phái ngươi đuổi giết Nhậm Thương Khung kia, nếu như có thể sống bắt, đó là tốt nhất, nếu không có thể, trực tiếp đánh chết. Sau khi đánh chết, đem thi thể cùng tất cả tín vật trên người hắn, toàn bộ nguyên phong mang về. Hình Thiên trong lòng khẽ động, nói, đuổi giết Nhậm Thương Khung, thuộc hạ là chờ đợi đã lâu. Nhiệm vụ này, thuộc hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm. Con chó nhỏ kia bây giờ đã thành Đan Tiên Đông Điện Thái Thượng trưởng lão. Hắn không rời Kính Nguyệt Thành, ta không cách nào bắt hắn. Nếu hắn rời khỏi Kính Nguyệt Thành, thuộc hạ nhất định sẽ lấy thế lôi đình vạn quân, đem hắn đánh chết. Nhớ, phải đem thi thể cùng tín vật hắn mang về, một món cũng không thể thiểu. Khẩu khí Hạ Tùng Linh nhàn nhạt, lại có một cổ uy nghiêm. Hình Thiên âm thầm nghiêm nghị, ở trước mặt đại đạo tam trọng cường giả. Hắn mới vừa vào đại đạo cảnh, đúng là vẫn còn chênh lệch rất rõ ràng. Hạ Tùng Linh thoáng lộ ra một ít đại đạo uy áp, hắn liền cảm thấy nội tâm có chút ba động. Lập tức vội vàng nói, cẩn tuân pháp chỉ của đạo huynh. Hạ Tùng Linh cũng không tin loại cam kết bằng miệng này, ngươi phát thiên địa thể ước đi. Hình Thiên không ngờ Hạ Tùng Linh khôn khéo như vậy, hắn nghe Hạ Tùng Linh nói muốn hắn mang tín vật về, trong lòng liền có chút suy đoán, nghĩ thầm nếu truyền thừa trên người Nhậm Thương Khung đúng là cường đại như vậy, ta vì sao phải mang về? Mình chiếm được, không trở về Thiên Cát thì đã sao? Nhưng mà... ý niệm của hắn còn chưa nghĩ xong, liền bị một câu nói của Hạ Tùng Linh đánh tan. Trong lòng Hình Thiên âm thầm phát khổ, biết ở trước mặt Hạ Tùng Linh, còn không có chuyện hắn đùa bỡn. Lập tức không dám do dự, vội vàng thề, thuộc hạ Hình Thiên lấy thiên địa thệ ước, nếu giết Nhậm Thương Khung, nhất định nguyên phong bất động đem tất cả tín vật cùng thi thể hắn mang về, tuyệt không cất giấu. Nếu có vi phạm, ắt gặp thiên phạt. Hạ Tùng Linh sợ là sợ hắn nổi lên tham niệm, nuốt đồ trên người Nhậm Thương Khung. Dù sao, hắn hôm nay để ý hơn là truyền thừa trên người Nhậm Thương Khung, mà không phải là mạng nhỏ của Nhậm Thương Khung. Mỉm cười gật đầu, hảo, nếu như thế, ta cũng lập thể ước. Hình Thiên lão đệ ngươi nếu làm được chuyện này, ta nhất định sẽ để cho ngươi trong vòng 3 năm vào Thiên Khung tạo hóa. Nếu nuốt lời, thiên nhân cộng phẫn. Nếu nói như vậy, đây chính là một giao dịch. Hạ Tùng Linh hắn không thể tự mình xuất thủ, đạo tôn của Hạ thị Âm Dương Đạo cũng không có thể xuất thủ. Hôm nay Hình Thiên tấn thăng đại đạo cấp, đúng là nhân thủ tốt nhất. Cũng không thể trông cậy vào Vưu Thiên Chiến kia đi làm việc này. Giao dịch đạt thành, Hình Thiên ngược lại cũng không như đưa đám. Mặc dù tính toán nhỏ không có thành, nhưng có thể được phần cam kết này, ngược lại cũng là thiên đại vui mừng. Vào Thiên Khung tạo hóa, đối với Hình Thiên mà nói, tuyệt đối là thiên đại cám dỗ. Vì chuyện này, hắn sẽ liều mạng. Lại nói, Nhậm Thương Khung kia mặc dù yêu nghiệt, nhưng hôm nay mình tiến vào đại đạo cảnh, đối phó tiểu tử này, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hạ Tùng Linh cũng trịnh trọng giao phó, Hình Thiên, ngươi đối phó Nhậm Thương Khung này, không phải là một sớm một chiều. Nhưng cũng không thể kéo dài quá mức. Tốc độ tiến bộ của người này quá nhanh, ngươi đợi thêm mấy năm. Chờ hắn đến gần đại đạo cấp, lại càng khó đối phó. Dĩ nhiên, cũng không có thể quá cấp, càng không thể mạo tiến. Đối phó người này, nhất định phải chờ hắn rời Kính Nguyệt Thành, hơn nữa phải làm sạch sẽ, không được để lại manh mối. Chương 517, vào cấm địa lần nữa, bắt sống Hạ Hàng Hiên. Trong một góc của Thiên Đoạn Sơn Mạch, Nhậm Thương Khung ở chỗ này đã tiềm phục 6 ngày 6 đêm. Kể từ khi cục thế Đan Tiên Đông Điện ổn định lai, Nhậm Thương Khung an bài hết thảy, liền hoán trang đi đến Thiên Đoạn Sơn Mạch. Mặc dù, bên ngoài luôn có người muốn giết hắn, nhưng hắn cũng không sợ. Hắn lần này đến Thiên Đoạn Sơn Mạch, tất nhiên là vì muốn tìm hiểu bí mật độc tố yêu hóa. Vì chuyện này, cho dù đối mặt với đại đạo cường giả, hắn cũng không sợ. Lần trước, hắn cũng đấu với Vưu Chiến Thiên một trận rồi. Thế nhưng mà, Nhậm Thương Khung khi đó chỉ là thần thông nhị trọng, bất luận là phương diện nào, đều là toàn phương vị bị áp chế. Hôm nay, hắn tiến nhập thần thông tứ trọng, cảnh giới ổn định, thực lực tăng lên nhiều lần, lực chiến đấu tăng lên không dưới 10 lần. Nhất là Thái Dương chi dực, luyện hóa ra trung cấp hình thái, ở phương diện tốc độ, cũng tăng lên nhiều lần. Ở tình huống như vậy, Nhậm Thương Khung có rất nhiều cơ hội. Đương nhiên, bất hủ đế khí của hắn cũng là một lợi thế. Theo phương pháp lần trước, phái ra Lưu Kim Khôi Lỗi dò xét một vòng, phát hiện Thiên Đoạn Sơn Mạch này cư nhiên không có đại đạo cấp trấn giữ. Chuyện này làm cho hắn rất tò mò. Hắn lại không biết, những đại đạo cấp kia, hôm nay đều ở Thiên Khung tạo hóa bàn cách đối phó hắn. Nhậm Thương Khung nhiều ngày điều tra như thế, đã có thể xác định, Thiên Đoạn Sơn Mạch xác thực không có đại đạo cấp. Nếu không có đại đạo cấp, Nhậm Thương Khung liền không hề khách khí nữa. Trực tiếp lấy thần thức khu động Lưu Kim Khôi Lỗi, xâm nhập bí khố dưới đất kia. Nhậm Thương Khung biết, bí khố dưới đất kia, cũng chính là khu vực nòng cốt chế tạo yêu hóa chiến sĩ. Chẳng qua là, bí khố dưới đất kia, bố trí rất nhiều cấm chế, không có một khe hở. Cho dù là Lưu Kim Khôi Lỗi, muốn vượt qua cấm chế xâm nghiêm này, chỉ sợ tỷ lệ thành công cũng không quá cao. Quả nhiên, Lưu Kim Khôi Lỗi xâm nhập đến một nửa, liền xúc động cấm chế. Một cái chớp mắt, bốn phương tám hướng xông ra vô số yêu hóa chiến sĩ, giống như thủy triều trào ra. Yêu hóa chiến sĩ, một khi bị yêu hóa, lực chiến đấu đều tăng lên gấp bội. Hơn nữa nhìn bề ngoài, tất cả đều có huấn luyện. Chẳng qua là, Lưu Kim Khôi Lỗi coi như không cách nào đột phá cấm chế kia, cũng không đến nỗi bị yêu hóa chiến sĩ trói tay trói chân. Đa số yêu hóa chiến sĩ, bản thân cũng chỉ là dưới kim đan. Coi như là tăng gấp bội, nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với thần thông nhất trọng. Hơn nữa, lấy hình thái của Lưu Kim Khôi Lỗi, coi như là đại đạo cường giả cũng vô kế khả thi, nói chi là yêu hóa chiến sĩ. Nhậm Thương Khung lấy thần thức quan sát, cũng âm thầm kinh tâm. Dưới lòng đất, rốt cuộc có bao nhiêu yêu hóa chiến sĩ? Bốn phương tám hướng không ngừng xông ra, ít nhất cũng có mấy vạn, che kín cả một vùng. Đây là mắt thấy, vậy ẩn tàng sâu hơn, lại có bao nhiêu đây? Nhiều năm như thế, Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo bí mật kinh doanh Thiên Đoạn Sơn Mạch, chỉ sợ luyện chế ra yêu hóa chiến sĩ sẽ không dưới trăm vạn. Nhậm Thương Khung cười hắc hắc, mặc dù đưa tới chút yêu hóa chiến sĩ, không phải bản ý của hắn. Nhưng mà chỉ chớp mắt, hắn lại sinh ra một ý niệm khác. Không bằng làm cho đám yêu hóa chiến sĩ này đưa ra khỏi Thiên Đoạn Sơn Mạch, để Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo thu dọn tàn cục. Nhìn vẻ mặt bọn hắn sẽ như thế nào? Lập tức, hắn liền thao túng Lưu Kim Khôi Lỗi, không xa không gần, để cho đám yêu hóa chiến sĩ kia không ngừng đuổi theo. Nhậm Thương Khung không tin, nhiều yêu hóa chiến sĩ đuổi theo như thế, người thao túng sau lưng, một điểm phản ứng cũng không có. Chỉ cần người thao túng phía sau lộ diện, nếu không phải đại đạo cấp, Nhậm Thương Khung lập tức hạ thủ bắt sống, bất kể như thế nào, trước đem người đó bắt đi nói sau. Tràn đầy khắp nơi, đều là yêu hóa chiến sĩ. Yêu hóa chiến sĩ kia, giờ phút này mặc dù không có triệt để kích phát yêu độc, nhưng hiển nhiên đã kích phát thú tính. Nhìn qua chỉ thấy, hung hãn, tranh nhanh, đáng sợ, phản phất truy đuổi chính là hung thú, hai mắt bắn ra ánh sáng đáng sợ mà lại thẫn thờ. Nhậm Thương Khung giờ phút này, cũng là thần thức tận khai, phút cái liễu nửa cá ngày Đoạn Sơn Mạch. Hắn hôm nay thần thức cảnh giới, cơ hồ phải không tốn sắc với đại đạo cấp cường người. Thần thức khai mở, đã tập trung một khu vực rộng lớn. Chợt tâm niệm Nhậm Thương Khung khẽ động, hắn đã tìm ra người thao túng là Hạ Hàng Hiên. Hắn phát hiện linh lực của Hạ Hàng Hiên ba động. Hạ Hàng Hiên ở 300 năm đại bỉ, từng cùng Nhậm Thương Khung chiến một trận, bị Nhậm Thương Khung kích bại. Không nghĩ đến, người này cư nhiên ở Thiên Đoạn Sơn Mạch tu luyện. Nhậm Thương Khung thúc giục Lưu Kim Khôi Lỗi khác, hướng khu vực Hạ Hàng Hiên tới gần. Mà bản thân hắn, bất hủ đế khí điên cuồng vận chuyển, thúc giục Thái Dương chi dực cực hạn. Giống như một đầu thương ưng, phá không mà đi. Hạ Hàng Hiên vốn đứng ở trên cao, lấy thần thức thao túng yêu hóa chiến sĩ tràn ra, bản năng hắn liền thấy không ổn. Lập tức ra lệnh yêu hóa chiến sĩ trở về, không cho hướng ra ngoài truy đuổi. Nhưng mà, thân hình của hắn đã bị thần thức Nhậm Thương Khung phong tỏa. Nhưng hắn hoàn toàn không có phản ứng lại. Chẳng qua trực giác của cường giả, hắn thấy có chút không ổn, đang muốn phản ứng lại, chợt thấy bầu trời một mảnh kim quang áp tới. Một đạo thân ảnh, lưng mọc hai cánh, giống như thiểm điện trực tiếp lao tới. Nhậm Thương Khung thấy kim quang lao tới. Ý niệm đầu tiên của Hạ Hàng Hiên liền nghĩ tới một người đáng sợ. Đáng sợ hơn là Thiên Đoạn Sơn Mạch lúc này không có đại đạo trấn giữ. Không tốt. Hạ Hàng Hiên ý thức đến không ổn, thân hình thoáng một cái, liền muốn hướng mật thất dưới đất chạy đi. Chỉ cần xuống mật thất dưới đất, có cường đại cấm chế kia, coi như là đại đạo cấp cường giả, cũng đừng mơ tưởng xông vào, huống chi Nhậm Thương Khung không phải là đại đạo cảnh. Tử quan trên người lóe lên, Hạ Hàng Hiên hóa thành một đạo lưu quang, giống như một đầu đại điểu màu tím, hướng mật thất dưới đất lao qua. Nhưng mà, chờ hắn phản ứng lại, hiển nhiên là chậm một bước. Nhậm Thương Khung đã sớm bố trí Lưu Kim Khôi Lỗi ở bốn phía, đường đi của hắn toàn bộ phong kín. Chờ tử quan hắn lóe lên, chợt phát hiện bốn phía không có đường lui. Nhậm Thương Khung tay quyết một dẫn, kim quang bốn phía hóa thành đường thẳng, ở trên người Hạ Hàng Hiên xoay vòng. Chỉ thấy quanh thân Hạ Hàng Hiên từng vòng kim quang lóe sáng, chỉ một hô hấp, toàn thân Hạ Hàng Hiên đã bị cột cứng. Đây là lần thứ hai Hạ Hàng Hiên bị kim quang trói lại. Lần trước ở lôi đài tỷ võ, Hạ Hàng Hiên bị Nhậm Thương Khung sanh cầm, làm nhục một phen. Không nghĩ đến, lúc này mới qua một tháng, cư nhiên bị bắt lần nữa. Hạ Hàng Hiên bị kim quang trói lại, trong tâm băng hàng. Hắn cũng biết, kim quang một khi đã trói, hắn làm như thế nào, cũng không cách nào thoát ra. Hạ Hàng Hiên, không nghĩ đến, chúng ta lại gặp mặt. Nhậm Thương Khung như thiên thần hàng lâm, thái dương chi dực gian rộng, giống như một đoàn cuồng phong lướt qua, trực tiếp chọc được Hạ Hàng Hiên. Động tác liền mạch, không có một điểm trì trệ. Bốn lưu kim khôi lỗi, trừ một cái hóa thành dây thừng trói Hạ Hàng Hiên, ba cái khác hóa thành lưu quang, trở lại trong tay áo hắn. Nhậm Thương Khung bắt Hạ Hàng Hiên. Không lưu lại nữa, cũng không quản yêu hóa chiến sĩ trong thiên đoạn sơn mạch chạy loạn. Bắt tặc trước bắt vua, yêu hóa chiến sĩ nếu như là Hạ Hàng Hiên khống chế, vậy thì để cho bọn chúng chạy loạn đi. Mục đích của Nhậm Thương Khung chỉ có một, chính là lấy được đan phương của yêu hóa chi độc. Hạ Hàng Hiên có thể thao túng yêu hóa chiến sĩ, khẳng định sẽ nắm giữ bí pháp thao túng. Hạ Hàng Hiên lần nữa bị Nhậm Thương Khung sanh cầm, trong lòng phiền muộn vô cùng. Hắn là truyền nhân đời kế tiếp của Hạ thị Âm Dương Đạo. Không nghĩ đến, ở trước mặt Nhậm Thương Khung, mình tự như một hậu bối mới xuất đạo. Một chút phản kháng cũng không có. Hạ Hàng Hiên bị Nhậm Thương Khung ném trên sân cỏ, lúc này, Nhậm Thương Khung đã rời khỏi thiên đoạn sơn mạch mấy ngàn dặm. Mặc dù Thiên Cát có biết chuyện, cũng không cách nào đuổi tới. Hạ Hàng Hiên, Hạ thị Âm Dương Đạo bồi dưỡng một dương một âm. Ta nếu giết ngươi, có phải Hạ thị Âm Dương Đạo đời kế tiếp, sẽ không có người thay thế hay không? Nhậm Thương Khung cười lạnh, ánh mắt bất thiện, có mấy phần đùa cợt nhìn con mồi. Hạ Hàng Hiên mặt xám như tro tàn, nhưng cố lộ ra mấy phần vui vẻ, diệt sát ta. Hạ thị Âm Dương Đạo không người kế tục. Ngươi không khỏi quá coi thường Hạ thị Âm Dương Đạo đi. Hừ, ngươi không cần khu môi. Ngươi mặc dù khí chất âm lãnh, nhưng ở trên người ngươi, có huyết mạch của Hạ Vũ Trùng mà trước kia Hạ Tùng Linh thu lấy. Hắn là minh tử, ngươi dĩ nhiên là ám tử. Hắc hắc, ta là ám tử đối ứng Hạ Vũ Trùng. Nhưng ngươi nào biết, Hạ thị Âm Dương Đạo ta, không chỉ bồi dưỡng một đôi. Hạ Hàng Hiên hôm nay là một thân một mình, dù sao rơi vào trong tay Nhậm Thương Khung, hắn cũng không trông cậy vào kết cục tốt gì. Ta bất kể ngươi là cái gì. Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, yêu hóa chi độc, hóa giải như thế nào? Ngươi nếu có thể trả lời thành thật, ta có thể tha chết cho ngươi. Hạ Hàng Hiên nói, coi như ngươi thả ta, ngươi cho là ta trở về Âm Dương Đạo, còn có thể sống sao? Nhất định sẽ trở thành môi giới luyện công cho người khác. Có ý tứ gì? Nhậm Thương Khung ngữ khí hơi lạnh. Bọn họ có thể lấy huyết mạch của Hạ Vũ Trùng, thì có thể lấy huyết mạch của ta. Hạ thị Âm Dương Đạo có âm dương cửu chuyển, huyết mạch thêm vào, người nhận được tu vi sẽ tăng vọt. Huyết mạch trùng điệp. Nhậm Thương Khung sững người, Lý Dật Phong tự hồ nhắc qua sự kiện này cùng hắn, hắn giờ nhớ lại, như vậy Hạ thị Âm Dương Đạo quả nhiên còn có truyền nhân khác. Nói như vậy, ngươi là thà chết, cũng quyết không chịu nói ra phương pháp hóa giải yêu hóa chi độc. Hạ Hàng Hiên cười một tiếng, Nhậm Thương Khung, ta biết ngươi rất muốn giải độc cho cha ngươi, ta không nói, ngươi có thể chưa giết ta, nếu ta nói, đó là chết không thể nghi ngờ. Ngươi ngược lại có cốt khí, bất quá, nếu rơi vào trong tay ta, ngươi nói cũng phải nói, không nói cũng phải nói. Không nói, ta liền áp dụng siêu hồn đại pháp, tìm tòi trong thần thức của ngươi, xem ngươi có thể chịu nổi đau khổ của siêu hồn đại pháp hay không. Hạ Hàng Hiên rùng mình mấy lượt. Chương 518, yêu độc vô giải, tỷ thí hình thiên. Thần thông khác, hắn có thể chưa nghe nói qua, nhưng thần thông siêu hồn đại pháp này, hắn không thể nào chưa nghe nói đến, có thể nói, đây tuyệt đối là một môn thần thông để cho người ta sống không bằng chết, đau khổ có thể so với 18 tầng địa ngục. Chẳng lẽ Nhậm Thương Khung này, lại biết siêu hồn đại pháp? Nhậm Thương Khung một lần lại một lần sáng lập các kỳ tích, đối với trẻ tuổi đồng lứa ở Thiên Cát, lực đánh vào cũng lớn vô cùng. Chứng kiến Nhậm Thương Khung liên tục lập kỳ tích, Hạ Hàng Hiên đối với Nhậm Thương Khung có một loại bản năng kiên kỵ. Cảm thấy trên người Nhậm Thương Khung này có quá nhiều yếu tố thần bí đáng sợ. Cho nên, vào giờ phút này, hắn căn bản không hoài nghi lời nói này của Nhậm Thương Khung. Bản năng đã cảm thấy, Nhậm Thương Khung khẳng định biết thần thông siêu hồn đại pháp. Trong ánh mắt vốn kiệt ngao của Hạ Hàng Hiên, một tia khủng hoảng chợt lóe qua. Nhưng mà, biến hóa vi diệu này, Nhậm Thương Khung đã bắt được. Hạ Hàng Hiên, ngươi là ngoan ngoãn phối hợp, hay là muốn ta dùng siêu hồn đại pháp, từ trong thần thức ngươi lấy ra đây. Lòng tin của Hạ Hàng Hiên bị phá hủy từng tia một, không khỏi cười khổ, Nhậm Thương Khung. Nếu như ngươi không có phản bội Thiên Cát, ta ngược lại muốn kết bằng hữu với ngươi. Bất quá, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi từ trên người ta, tuyệt không thể nào đạt được phương pháp hóa giải yêu độc. Bởi vì, ta chỉ hiểu luyện chế, căn bản không có phương pháp hóa giải. Tùng Linh Đạo Tôn cũng không có phương pháp hóa giải. Cái gì? Hạ Hàng Hiên thề, ta có thể dùng thiên địa thề ước cam đoan với ngươi, coi như ngươi đem đầu óc ta moi ra, cũng tuyệt đối không tìm được bất kỳ tin tức giải độc nào. Chỉ truyền cho ngươi cách luyện chế, không truyền phương pháp hóa giải. Hắn không sợ ngươi bị yêu độc này công kích sao? Yêu độc này một khi tiến vào trong cơ thể của ngươi, tin tưởng ngươi cũng theo chân bọn họ, trở thành yêu hóa chiến sĩ bị người điều khiển. Hạ Hàng Hiên cười khổ, ngươi cho rằng một khi xuất hiện tình huống đó, vận mệnh của ta sẽ có ngoài ý muốn sao? Không sai, nói cho ngươi biết, nếu như khống chế thất bại, vậy thì đại biểu ta vô năng, không cách nào đảm đương nhiệm vụ, như vậy chỉ có tư cách làm yêu hóa chiến sĩ, bị người khác điều khiển. Nhậm Thương Khung trùng mình, lấy tác phong của Hạ thị Âm Dương Đạo, cũng thật có thể làm như vậy. Không nghĩ tới, tân khổ khổ bắt Hạ Hàng Hiên, người này căn bản cũng không biết phương pháp giải độc. Yêu độc này, rốt cuộc là người nào nghiên cứu ra? Nhậm Thương Khung không cam lòng. Người nào? Hạ Hàng Hiên cũng cười khổ, ta chỉ biết là, chuyện này là Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo hợp lực thao túng, về phần người nào nghiên cứu, ta cũng không biết. Có lẽ, chỉ có đại đạo cường giả, mới nắm giữ phương pháp giải độc này. Dĩ nhiên, cũng có thể gì? Cũng có thể, căn bản không có phương pháp giải độc. Hạ Hàng Hiên ấp úng, nhưng vẫn đem suy đoán của hắn nói ra. Không có phương pháp giải độc. Nhậm Thương Khung trong lòng rung lên, ngươi xác định. Hạ Hàng Hiên vội nói, ta chỉ là suy đoán, ta cũng từng thử dò xét, tính hỏi qua Tùng Linh Đạo Tôn, nhưng hắn chỉ mỉm cười không đáp. Ta liền suy đoán, có phải cũng chưa có phương pháp giải độc hay không? Nếu không, Đạo Tôn không có đạo lý không truyền thụ cho ta. Nhậm Thương Khung cười, đã như vậy, Hạ Hàng Hiên, ngươi tự cầu phúc đi. Ta bây giờ liền truyền thức cho Hạ Tùng Linh, nếu như hắn có phương pháp giải độc, nguyện ý giao ra trao đổi, ngươi có thể đi, nếu như không chịu, liền chứng minh huyết mạch của ngươi cũng không đáng bao nhiêu tiền. Chết không có gì đáng tiếc. Nhậm Thương Khung không chút do dự, lúc này truyền thức cho Hạ Tùng Linh. Hạ Tùng Linh ở Khô Vinh Thần Sơn, sớm nhận được tin tức Thiên Đoạn Sơn Mạch bị tập kích. Nhận được truyền thức của Nhậm Thương Khung, cũng hơi có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, Nhậm Thương Khung này lại muốn lấy Hạ Hàng Hiên đổi phương pháp giải độc. Hạ Tùng Linh giận dữ, Nhậm Thương Khung này, thật là vô pháp vô thiên. Hạ Hàng Hiên thành tù binh của Nhậm Thương Khung, ở trong lòng Hạ Tùng Linh, đã xử tử hình. Đừng nói yêu độc này, căn bản không có phương pháp hóa giải, cho dù có, hắn cũng không thể nào đưa ra. Chỉ tiếc, huyết mạch kia của Hạ Hàng Hiên, trải qua mấy lần điệp gia, cứ như vậy bỏ phế thật đáng tiếc. Nói không chừng, không thể làm gì khác hơn là diễn cùng Nhậm Thương Khung một chút. Lập tức truyền thức trở về, Nhậm Thương Khung, phương pháp hóa giải, ta tự nhiên có. Trao đổi như thế nào? Ngươi trước đem phương pháp hóa giải truyền cho ta, sau đó ta thả ngươi. Nhậm Thương Khung một chút cũng không hàm hồ. Hừ, vạn nhất ngươi không thả người, lão phu hẳn là thua thiệt. Có cho hay không tùy ngươi, thả hay không là chuyện của ta. Ngươi muốn huyết mạch của Hạ Hàng Hiên này, thì mau đưa ra phương pháp hóa giải. Nếu không, ta trực tiếp giết chết huyết mạch của hắn. Ngươi không cho, ta tự nghĩ biện pháp từ trong miệng Trảm Không Đạo lấy ra. Hạ Tùng Linh âm thầm cười gằn, nghĩ thầm ngươi coi như đem Vưu Thiên Chiến lão nhi bắt đi, cũng không làm nên chuyện gì. Yêu độc này, là từ nửa bộ thượng cổ tàn quyển lấy tới, chỉ có phương pháp luyện chế, hạ quyển lưu lạc, có lẽ có phương pháp hóa giải, đáng tiếc Thiên Các căn bản cũng chỉ có nửa bộ tàn quyển này. Nói như vậy, không có gì để nói nữa. Hạ Tùng Linh cố ý trì hoãn thời gian, một mặt thông báo Hình Thiên lão tổ, mau chạy tới. Lấy tu vi đại đạo cảnh hôm nay của Hình Thiên, nếu như không tra được một tia đầu mối, vậy không bằng chết đi. Điều kiện của ta chỉ có một, nói cho ta biết phương pháp hóa giải trước. Ta nghiệm chứng không có sai, mới có thể thả người. Nếu không, huyết mạch Hạ Hàng Hiên này, các ngươi đừng mơ tưởng nữa. Hạ Tùng Linh trong lòng hồi hộp, liền cố ý tìm một phần phương pháp hóa giải nửa thật nửa giả, nói cho Nhậm Thương Khung. Phần phương pháp giải độc này, nói nó là giả cũng không phải, vì trong đó có mấy phần là thật. Dĩ nhiên, đây cũng là một chút thành quả mà Hạ Tùng Linh nhiều năm qua nghiên cứu ra được. Chỉ bất quá, pháp môn giải độc này, nhiều nhất chỉ là 3 phần thật, 7 phần là giả. Nhậm Thương Khung suy nghĩ chốc lát, cảm thấy pháp môn giải độc này cũng có mấy phần chân thật. Nhưng mà, theo hắn không ngừng suy nghĩ, sơ hở càng ngày càng nhiều. Nhậm Thương Khung trong lòng liên tục cười lạnh, biết Hạ Tùng Linh này là đang đùa hắn. Hạ Tùng Linh, ngươi thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi nghĩ trì hoãn thời gian được sao? Ngươi quên 20 năm ước hẹn phải không? Hảo, nếu ngươi không cần huyết mạch của Hạ Hàng Hiên này, ta liền thay ngươi diệt truyền nhân vô dụng này của Âm Dương Đạo. Hạ Tùng Linh trong lòng giật mình. Hắn vốn cho là, phần phương pháp giả giải độc này, ít nhất có thể trì hoãn hắn 1 canh giờ, không nghĩ tới, Nhậm Thương Khung lại trong một khắc thời gian, liền phân tích ra thiệt giả. Nhậm Thương Khung, có gì từ từ nói. Chẳng qua là, Nhậm Thương Khung bây giờ sẽ cùng hắn từ từ nói sao? Thủ ấn tung ra, trực tiếp vỗ vào đỉnh đầu Hạ Hàng Hiên. Cường đại kim quang giống như tai ương hủy diệt, đem máu thịt của Hạ Hàng Hiên đánh thành phấn vụn, bị kim quang cuốn đi, biến mất sạch sẽ. Nhậm Thương Khung lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Hạ Tùng Linh, Hạ Hàng Hiên không phải là người cuối cùng. Trước khi phụ thân ta hóa giải độc tố, Hạ thị Âm Dương Đạo ngươi cùng Trảm Không Đạo, cứ chờ ta vô tận trả thù đi. Âm Dương Đạo ngươi bất kể có bao nhiêu truyền nhân, ta nhất định sẽ tiêu diệt bằng hết, ngươi chờ đi. Hạ Tùng Linh trong đầu rung mạnh, biết Hạ Hàng Hiên đã bị Nhậm Thương Khung tiêu diệt. Nhậm Thương Khung, ta lấy Hạ thị Âm Dương Đạo mấy vạn năm truyền thừa thề, cuối cùng có một ngày, muốn ngươi chết ở trong tay Âm Dương Đạo ta. Hai người này cách nhau mấy chục vạn dặm đấu khẩu, nhưng lửa giận trong lòng mỗi người, giống như có thể hủy diệt cả khoảng cách này. Sau khi Nhậm Thương Khung diệt Hạ Hàng Hiên, nhớ tới phụ thân bi thảm, nhớ tới vẻ mặt mẫu thân buồn bã, không khỏi trong đầu đau đớn, ngửa mặt lên trời thét dài, dường như muốn đem tất cả oán khí, toàn bộ phát tiết đi ra. Ngay vào lúc này, thần thức Nhậm Thương Khung khẽ động, hét lớn một tiếng, người nào, giả thần giả quỷ, cút đi ra. Đừng xem Nhậm Thương Khung giờ phút này tâm tình kích động, nhưng thần thức nhạy bén, cho dù là địch nhân ẩn núp ở vị trí rất xa, cũng không cách nào thoát khỏi thần thức hắn phát hiện. Hắc hắc, tiểu súc sinh, còn nhớ lão tổ không? Hình Thiên lão tổ ha ha cười to, giống như một đoàn màu tím từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một đoàn tử quang, vèo một cái rơi xuống cách Nhậm Thương Khung không xa. Hình Thiên, ngươi lão tặc này, đi tìm chết sao? Nhậm Thương Khung thấy Hình Thiên, cũng là giận không chỗ phát tiết. Lão tặc này ban đầu ở trước phủ đệ Hạng Thái Hư, cùng Nhậm Thương Khung hoàn toàn xé rách da mặt. Nhậm Thương Khung ngày đó nói qua, Hình Thiên lão chó này cùng Hạng Thái Hư một dạng, muốn đẩy Nhậm Thương Khung hắn vào chỗ chết, cho nên, hắn cũng sẽ không bỏ qua Hình Thiên. Hôm nay, thấy Hình Thiên này lộ diện, các loại oán thù ngày xưa, lập tức xông lên đầu. Hình Thiên lão tổ đắc ý cười to, Nhậm Thương Khung, ngươi thật đúng là không phải cùng bình thường. Lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt. Xem ngươi trốn đi nơi nào. Hôm nay Lý Dật Phong lão nhi không ở nơi này, xem có người nào che chở ngươi. Nhậm Thương Khung lạnh lùng cười một tiếng, Hình Thiên lão nhi, chỉ bằng loại chó như ngươi, phải dùng tới che chở sao? Ngươi lão chó này, hôm nay ta liền lấy thủ cấp của ngươi, để hoàn thành lời nói năm đó. Nhậm Thương Khung làm sao không biết, Hình Thiên này có thể chạy tới nơi này, tất nhiên là được Hạ Tùng Linh chỉ điểm, thậm chí rất có thể, chính là tay sai do Hạ Tùng Linh trực tiếp phái tới. Đối với Hình Thiên này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có bất kỳ hảo cảm nào, lần trước hoàn toàn trở mặt, song phương đã thành thù địch không chết không thôi. Tiểu súc sinh, chỉ bằng ngươi, muốn lấy thủ cấp ta. Ha ha ha, hôm nay, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, uy năng của đại đạo cường giả. Hình Thiên lão tổ hai cánh tay rung lên, sau lưng xuất hiện một con ưng khổng lồ hư ảo, như ẩn như hiện, dữ tợn đáng sợ, giống như thượng cổ thần điểu dáng thế. Đại đạo cảnh. Hắc hắc, Hình Thiên, ngươi một đống tuổi, thật vất vả tiến vào đại đạo cảnh, không trốn vào đâu đó tu luyện, cảnh giới không ổn. Liền đi tìm cái chết sao? Nhậm Thương Khung hôm nay, cũng không phải là kẻ ngu dốt. Lấy sức chiến đấu hôm nay của hắn, cho dù là gặp đại đạo nhất trọng cảnh giới vững chắc, cũng có thể liều mạng. Hình Thiên này, rõ ràng chỉ là mới vào đại đạo cảnh không lâu, lại tới diễu võ dương oai. Nhậm Thương Khung chẳng những không sợ, ngược lại còn âm thầm mừng rỡ, đối thủ này, hắn bây giờ rất cần. Hình Thiên ngược lại không phải là lần đầu tiên lãnh giáo cuồng ngạo của Nhậm Thương Khung, cho nên mặc dù tức giận, cũng không có vì vậy mất đi đầu óc, cười lạnh một tiếng, hai tay hư không. Đầu ngón tay không ngừng thành dài, móng tay giống như một lưỡi dao sắc bén cắt thiên địa. Hư không một trảo, 5 ngón tay, bắn ra 5 đạo khí mang màu tím như điện, phản phất vượt qua hư không pháp tắc, trực tiếp bắn tới mặt Nhậm Thương Khung. Dãy dụ trước khi chết sao? Thân ảnh Nhậm Thương Khung nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại chỗ. 5 khí mang chính là hư không điện trảo, lực một trảo này, cơ hồ có uy năng cắt không gian, dẫn động thiên địa đại thế, là công kích đại đạo chân chánh. Chương 519, Đại đạo khí tràn, Hình Thiên tính toán. Đại đạo cường giả, rất khác thần thông cảnh, chính là tìm hiểu thiên địa đại đạo, đem các loại tự nhiên pháp tắc của thiên địa, dung hợp đến trong từng chiêu từng thức. Dung hợp pháp tắc thiên địa tự nhiên, từng chiêu từng thức, tự nhiên giống như dẫn động thiên địa đại thế. Cường giả tiến vào đại đạo cảnh, nói trắng ra chính là đem tiểu vũ trụ trong thân thể mở ra, cùng thiên địa đại vũ trụ dung hợp cùng nhau. Nói rõ hơn một chút, chính là lĩnh ngộ được sâu hơn một tầng thiên địa pháp tắc, cũng dung nhập vào bản thân. Huy động thần thông. Cho nên đại đạo cảnh, vẫn là một cánh cửa khó khăn của thiên trạch thế giới. Cánh cửa này, chận chết vô số thần thông cường giả muốn tấn thăng. 10 thần thông đỉnh phong cường giả, có thể thông qua đại đạo cảnh, 10 không còn một. Một khi tiến vào đại đạo cảnh, bất kể là cảnh giới, hay là thực lực, có thể nói là lập tức tăng vọt 5 đến 10 lần. Cho nên, coi như là cảnh giới còn chưa củng cố, nhưng Hình Thiên lão tổ cũng dám rời núi. Hắn không nghĩ tới, Nhậm Thương Khung này cư nhiên to gan như vậy, vẫn dám đến Thiên Đoạn Sơn Mạch quấy rối, hơn nữa sau khi quấy rối còn không chạy đến Đan Tiên Đông Điện tị nạn. Chẳng qua là, thực lực Hình Thiên tăng lên gấp mấy lần, nhưng không biết, thực lực của Nhậm Thương Khung cũng tăng lên gấp mấy lần, cùng ban đầu so sánh, bất kể là phương diện nào, cũng tuyệt đối là đáng sợ. Đừng nói là Hình Thiên mới vừa vào đại đạo cảnh, coi như là đại đạo nhất trọng đã củng cố 100 năm, Nhậm Thương Khung cũng hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Cười lớn một tiếng, kim quang toàn thân chợt lóe, lập tức huyễn hóa ra vô số ảo ảnh, hiện ra ở trước mặt Hình Thiên. Một trảo kia của Hình Thiên, chỉ thấy một mảnh kim quang giống như nước tan vỡ, tay chọc vào hư không. Hình Thiên lão tổ dữ tợn mà cười, Nhậm Thương Khung. Chút tài mọn này của ngươi, còn đem ra thi triển sao? Hôm nay Hình Thiên lão tổ ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Nói xong, Hình Thiên lão tổ hai chân đạp một cái, ở trong hư không phản phất có lực lượng vô hình, phối hợp với thân thể hắn bay lên, nhất thời vọt lên cao. Hai mắt Hình Thiên lão tổ như ưng, dò xét phía dưới, uy phong lẫm lẫm. Hôm nay, sẽ để cho ngươi biết một chút, cái gì là đại đạo cảnh. Khóe miệng Hình Thiên lão tổ mỉm cười, một bộ nắm chắc, giống như thần minh giáng thế. Chỉ thấy hai tay Hình Thiên lão tổ liên tiếp chọc ra, mỗi một cái, thoạt nhìn tựa hồ đơn giản, lại phản phất hàm chứa ma lực thần kỳ. Dẫn động mây trắng bốn phía không ngừng tụ lại. Ở dưới công pháp nhìn như đơn giản của Hình Thiên lão tổ, không lâu lắm, bốn phía đã tụ thành một mảnh vân sơn vụ hải. Mà vân sơn vụ hải này, dưới sự thao túng của Hình Thiên, trong mơ hồ, cư nhiên cùng hắn tạo thành một chỉnh thể. Thiên địa đại thế. Nhậm Thương Khung nhìn một màn này, trong lòng cũng thầm giật mình, tương truyền đại đạo cường giả vận dụng tuyệt chiêu, có thể dẫn động pháp tắc thiên địa tự nhiên, tạo thành thiên địa đại thế. Mắt thấy vân sơn vụ hải này, chính là Hình Thiên dẫn động đại thế. Bất quá, Nhậm Thương Khung vẫn ung dung như cũ. Lấy bất biến ứng vạn biến. Hình Thiên này căn cơ chưa ổn, Nhậm Thương Khung cũng nhìn ra được. Vân sơn vụ hải này mặc dù khí tượng xâm nghiêm, nhìn qua đại khí bàn bạc, nhưng muốn ở khí thế áp đảo người tu luyện bất hủ đế khí quyết, hiển nhiên là không thể nào. Hình Thiên tay để trước ngực, thủ quyết một dẫn, giống như tước xuống một mảnh vỏ cây, trong vân sơn kia, trực tiếp thoát ra một đoàn mây trắng, lấy thế sét đánh ở hư không xoay chuyển, huyễn hóa thành một đầu bạch hổ dữ tợn, xa xa hướng Nhậm Thương Khung vọt tới. chỉ thấy ngón tay Hình Thiên thật nhanh, thủ quyết liên tiếp dẫn động. Trong khoảnh khắc, mây trắng đầy trời từng đoàn bay ra, huyễn hóa ra vô số thái cổ thần thú dữ tợn. Tiểu tử, nếm thử Thiên Hình Oán Linh một chút. Thiên Hình Oán Linh chính là giết các loại yêu linh oan hồn hình thành oán linh. Mà môn thần thông này của Hình Thiên, dĩ nhiên là mô phỏng Thiên Hình Oán Linh, tràn đầy lợi khí, hung khí. Đột nhiên, Nhậm Thương Khung phát hiện phương viên trăm dặm, hư ảnh Thiên Hình Oán Linh hiện đầy, mà những hư ảnh này đều hàm chứa đại đạo uy năng. Đại đạo khí tràn. Nhậm Thương Khung thầm giật mình, hắn nghe nói qua, đại đạo cường giả chiến đấu sẽ dẫn động thiên địa đại thế, tạo thành một đại đạo khí tràn. Mà đại đạo khí tràn này mạnh yếu, cũng là quyết định đại đạo cường giả mạnh yếu. Hiển nhiên, đại đạo khí tràn này của Hình Thiên cũng không vững chắc, nhưng mặc dù không kiên cố, dù sao cũng là đại đạo cường giả, trong vòng phương viên trăm dặm đại thế đã thành, toàn bộ không gian đều là vân sơn vụ hải lượn quanh, bên trong không cách nào thấy rõ sự vật. Ha ha ha, Nhậm Thương Khung, ngươi rơi vào trong đại đạo khí tràn của ta, cùng cá dính lưới một dạng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem ta hôm nay giày xéo ngươi như thế nào. Hình Thiên lão tổ hết sức đắc ý. Hắn vừa rồi thúc giục thiên địa đại thế, tạo thành đại đạo khí tràn, nếu như Nhậm Thương Khung này đào tẩu, hắn có lẽ không có cách nào khống chế. Nhưng mà, Nhậm Thương Khung này không trốn, chờ khí tràn hắn tạo thành, muốn đi cũng trễ. Không thể không nói, đại đạo khí tràn này, trừ đại đạo uy năng ra, còn có một lực lượng phá lòng người, cổ lực lượng thần kỳ này, nếu như tâm trí không kiên định, sợ rằng sẽ trực tiếp bị nghiền nát linh hồn. Nhậm Thương Khung ở trong vân sơn vụ hải, giống như ở một nơi bình thường, thản nhiên bất động. Phản phất khí thế bàn bạc này, đối với hắn không ảnh hưởng chút nào. Đại đạo uy năng này, giống như từng cơn sóng thần, hướng hắn trùng kích. Nhưng mà đại đạo uy năng này, một lần rồi lại một lần, vô công mà tán. Bất hủ đế khí, cho dù là đối mặt với đối thủ cảnh giới mạnh hơn mình, cũng tuyệt đối không lùi bước. Về phần nghiền nát linh hồn, kia càng không có khả năng. Cảnh giới thần thức của Nhậm Thương Khung, lực lượng linh hồn, thậm chí so với Hình Thiên còn mạnh hơn. Đại đạo uy năng, dẫn động thiên địa đại thế, làm cho bốn phía đều rung động, sơn nhạc đung đưa, nước sông sôi trào. Các loại pháp tắc tự nhiên, bị khí tràn này dẫn động, đều hoàn toàn mất đi trật tự. Bị đại đạo khí tràn khống chế. Nhưng mà, đại đạo khí tràn này, có thể rung chuyển sơn nhạc, có thể nghịch nước sông, nhưng thủy chung không cách nào đem Nhậm Thương Khung trùng kích. Bốn phía Nhậm Thương Khung có một đạo kim sắc phòng ngự, giống như thành hình một lồng cầu màu vàng, hoàn toàn không thèm để ý khí thế ngập trời của ngoại giới. Nhậm Thương Khung đang tụ lực lượng, chờ Hình Thiên hiện thân. Hắn biết, muốn một kích toàn lực, phá vỡ đại đạo khí tràn này, có ít nhất 7 thành. Nhưng mà, phá vỡ đại đạo khí tràn, Hình Thiên hoàn toàn có thể thi triển lần nữa. Không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Cho nên, hắn đang đợi Hình Thiên hiện thân, chính diện cho một kích, để Hình Thiên lãnh giáo lợi hại của Đại Nhật Cực Quan. Ngày đó, thời điểm từ Thủy Vân Tông trở về Đan Tiên Đông Điện, 4 tên vương bài sát thủ của Càn Khôn Minh, người người đều là thần thông đỉnh phong cường giả, ở trước mặt Đại Nhật Cực Quan, bọn hắn khổ cực bày ra trận pháp, bàn về trình độ hung hãn, cũng không kém đại đạo khí tràn của Hình Thiên đích quá nhiều. Lúc ấy Nhậm Thương Khung chẳng qua là lần đầu tiên thi triển Đại Nhật Cực Quan, hoàn toàn là lần mò thi triển, liền đem Tam Tinh Ấn Nguyệt phá hủy. Uy năng kinh khủng của Đại Nhật Cực Quan có thể tưởng tượng được. Nhậm Thương Khung hôm nay, tu vi cùng khi đó so sánh, lại tăng lên 1 tầng. Lúc ấy hắn bất quá là thần thông tam trọng. Mà hôm nay, hắn là thần thông tứ trọng đã vững chắc. Thi triển Đại Nhật Cực Quan, càng đến mức lô hỏa thuần thanh. Nếu bàn về hỏa hầu Đại Nhật Cực Quan, ít nhất cũng gấp 3-4 lần khi đó. Lực lượng đáng sợ như vậy, một khi bộc phát ra, cho dù là đại đạo khí tràn này, cũng tuyệt đối dễ dàng phá hủy. Nhậm Thương Khung sở dĩ không lựa chọn phá vỡ đại đạo khí tràn này, là ẩn giấu thực lực, chuẩn bị cho Hình Thiên một kích. Mà không muốn đem lực lượng làm chuyện lãng phí. Bây giờ phá hủy đại đạo khí tràn, đẹp là đẹp thật, nhưng lại làm cho Hình Thiên cảnh giác, không được hiệu quả kỳ binh tất thắng. Muốn, chính là cho Hình Thiên một cái bất ngờ. Cho nên, Nhậm Thương Khung vẫn luôn bất động, xúc tích lực lượng, chờ chân thân Hình Thiên xuất hiện, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hình Thiên lão tổ, pháp thân trôi lơ lửng trên không trung, chân đạp mây trắng, phiêu phiêu tự như tiên thần. Hắn giờ phút này cũng có chút giật mình, hắn đã đem đại đạo khí tràng này không ngừng thúc giục, cơ hội dùng đến chín thành lực lượng. Vẫn như cũ không cách nào phá khai phòng ngự của Nhậm Thương Khung. Hắn ở sâu trong nội tâm, không thừa nhận cũng không được, Nhậm Thương Khung con chó nhỏ này, quả nhiên là yêu nghiệt. Trẻ tuổi như vậy, cư nhiên có thể chống lại đại đạo khí tràng thiên hình oán linh của ta. Trên người tiểu tử này, rốt cuộc có kỳ ngộ như thế nào? Hình Thiên lão tổ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy sôi sục. Hắn cũng không phải người ngu, coi như không có lời kia của Hạ Tùng Linh, hắn cũng có thể suy đoán trên người Nhậm Thương Khung này tất nhiên có kỳ ngộ làm cho người đỏ mắt, tất nhiên có truyền thừa đại đạo cảnh trở lên. Nếu không, lấy hắn còn trẻ như vậy, sao có thể trong thời gian thật ngắn, bay lên nhanh như vậy? Mà Hạ Tùng Linh cùng hắn giao dịch, chẳng qua là kiên cố hơn suy đoán của hắn mà thôi. Trên người tiểu cẩu này, chẳng lẽ thật sự có thần đạo truyền thừa? Nếu không, tu vi võ đạo, tu vi linh dược của hắn, sao vô duyên vô cớ mạnh mẽ như vậy? Nhắc tới xuất thân tiểu tử này, bất quá là tiểu quý tộc ở Vân La Thành, có thể có nội tình bao nhiêu? Nếu không phải thần đạo truyền thừa, há có thể biến thái như vậy? Nhất định là thần đạo truyền thừa, nếu không Hạ Tùng Linh lão nhi kia, cũng quả quyết không bắt ta phát thiên địa thể ước. Hình Thiên lão tổ âm thầm cảm thấy đáng tiếc, chỉ tiếc, Hạ Tùng Linh kia hết sức giảo hoạt, đề phòng ta ra tay. Ta hôm nay bị thiên địa thể ước làm khó, không thể mang theo truyền thừa này của Nhậm Thương Khung cao bay xa chạy. Đại tiện nghi này, lại để cho Hạ thị âm dương đạo bọn hắn. Chẳng qua là, ba đại đạo tôn của Hạ thị âm dương đạo hắn, tại sao không tự mình động thủ, lại muốn phái ta tới động thủ? Chẳng lẽ nơi này, lại có âm mưu gì? Hình Thiên lão tổ cẩn thận suy nghĩ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chợt linh đài một trận thanh minh, vỗ đầu một cái, không khỏi cười, ta thật là ngu xuẩn. Ta đáp ứng bọn họ đem thi thể cùng tín vật Nhậm Thương Khung về, tuyệt không giấu giếm. Ta không giấu giếm, chẳng lẽ không có thể nhìn một chút sao? Sau khi xem xong, lại đưa cho bọn hắn, đây cũng không phải là ta giấu giếm. Ha ha, ta không chiếm làm của riêng, chẳng lẽ nhìn công pháp một chút, cũng không được sao? Nghĩ tới đây, Hình Thiên lão tổ không khỏi nở nụ cười. Hắn quá bội phục mình rồi. Chương 520, Thiên Hình Nhất Trảm, Đại Nhật Cực Quan. Vừa nghĩ tới bí mật trên người Nhậm Thương Khung, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, Hình Thiên gần như không thể ức chế nội tâm kích động, ác niệm không ngừng xuất hiện, Nhậm Thương Khung, ngươi không chết, giả tâm ta sao có thể thực hiện? Ha ha ha, Nhậm Thương Khung, ngươi nhất định là đá cây chân để Hình Thiên ta đi về phía trước, đây là số mệnh của ngươi. Nghĩ đến đây, Hình Thiên càng thêm điên cuồng, lực lượng toàn thân tràn ra, không ngừng thúc giục đại đạo khí tràn. Hai mắt giống như chim ưng kia, gắt gao tập trung phòng ngự của Nhậm Thương Khung. Âm thầm suy nghĩ, thiên hình oán linh lợi hại như thế, không ngờ không phá được phòng ngự của hắn. Xem ra, ta không thể không tự mình ra tay, cho hắn một kích trí mạng. Hai tay một trảo, lộ ra một binh khí có sát khí mãnh liệt dừng ở trong tay Hình Thiên. Binh khí này mang theo khí thế hung ác, giống như trảm đao của thiên giới, tản ra uy thế làm cho người ta rung động, dưới đại đạo khí tràn của Hình Thiên thúc giục, giống như một đầu thái cổ mãnh thú tỉnh lại, tản ra hung tính đoạt phách. Bốn phía binh khí này, dường như có vô số oán linh quấn quanh. Nhậm Thương Khung, để ta dùng thiên hình trảm đưa ngươi lên đường. Hình Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Đại đạo uy năng đã quán chú đến thiên hình trảm hấp thu đại đạo uy năng, phát ra từng trận ngâm khiếu, hung tính ngủ say toàn bộ bị kích phát đi ra. Uy thế đáng sợ mà khủng bố, giống như địa ngục ma vương tái sinh nhân gian. Trên trời dưới đất, thiên hình nhất trảm. Chết đi. Một trảm này của Hình Thiên, như thiên thần hành hình, mang theo hùng tâm chặt đứt thiên địa, mang theo khí thế chặt đứt hư không, một đao lăng không đánh xuống. Uy thế một đao này, có thể đoạn núi cao, có thể chặn lưu thủy, có uy năng khai thiên lập địa, hơn nữa có đại đạo khí tràn phụ tá, lại như hổ thêm cánh. Đem đại đạo huyền ảo, đều dung hợp trong một đao này. Một đao này gần như không có bất luận sơ hở gì. Đơn giản, thực dụng, không có bất luận sức tưởng tượng gì, cũng không có bất luận động tác dư thừa gì. Đao kỹ giết người, thường thường là đao kỹ đơn giản nhất. Hình Thiên chưa từng hoài nghi qua, một đao này sẽ lỡ tay. Trong quá trình Thiên Hình Nhất Trảm đánh tới, Hình Thiên đã nghĩ tới, sẽ thấy cảnh tượng huyết quang ngút trời, đầu người rơi xuống đất. Một đao long trời lỡ đất bổ xuống dưới. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, phòng ngự quanh thân Nhậm Thương Khung lập tức nổ tung. Vô số kim quang giống như bụi phấn, bay loạn chung quanh, kim quang lóng lánh. Mà pháp thân Nhậm Thương Khung cũng vội vàng chuyển động, hướng phía sau cấp tốc lao đi. Còn muốn chạy, ở trong đại đạo khí tràn của ta, đi được sao? Hình Thiên lạnh lùng bật cười, đao thế đã thành, thiên địa đại thế câu động, này đã là khí tượng nuốt thiên cắn địa, ở trong lĩnh vực đại đạo tràn bên, nếu để Nhậm Thương Khung đào thoát, hắn còn lăn lộn như thế nào? Đao phong lướt tới, giống như tia chớp phá không. Ánh đao kia ẩn chứa đại đạo uy năng trí mạng, dường như trực tiếp vượt qua không gian quy tắc. Chỉ trong nháy mắt, đã chém vào trên cổ Nhậm Thương Khung. Ca. Một đao trí mạng, vết thương trí mạng. Đầu Nhậm Thương Khung rơi ra, huyết quang ngút trời, thân hình ngã xuống. Hình Thiên không thể áp chế nội tâm đắc ý, cười ha ha, Nhậm Thương Khung, ngươi mặc dù thiên tài, nhưng muốn cùng đại đạo cường giả đối kháng, đó là không biết lượng sức. Hình Thiên quả thật rất đắc ý, hắn lần này bế quan thành công, ít nhất có một nửa động lực là đến từ Nhậm Thương Khung. Tuy rằng, vẫn là Hình Thiên hắn khiêu khích Nhậm Thương Khung, tìm Nhậm Thương Khung gây phiền toái. Nhưng hắn làm đệ nhất lão tổ của thập điện. Lại là lão tổ thủ tọa Thiên Hình Đường, tìm Nhậm Thương Khung gây phiền toái đó là hoàn toàn chính đáng. Nhưng Nhậm Thương Khung khiến hắn khó chịu nổi, làm hắn chịu vô số sỉ nhục. Hôm nay một đao này, rốt cục đưa tất cả oán khí của hắn những năm gần đây, đều giải phóng. Thân hình Hình Thiên vồ tới, bỗng nhiên thi thể Nhậm Thương Khung trước mắt nhoáng lên một cái, không ngờ hóa thành một đoàn kim quang, trực tiếp biến mất. Không tốt. Hình Thiên lão tổ âm thầm nghiêm nghị, hắn cùng với Nhậm Thương Khung giao thủ qua vài lần, nhưng không có lĩnh giáo qua vạn vật phi đao của Nhậm Thương Khung. Hơn nữa, hắn đối với Thiên Hình Nhất Trảm, là phi thường tự tin, chưa bao giờ hoài nghi qua mình sẽ lỡ tay. Cũng chính là trong nháy mắt đắc ý này, là lúc hắn buông lỏng nhất. Nó đã thành bước ngoặt của trận chiến đấu này. Bốn phía Hình Thiên, bỗng nhiên nhảy ra bốn đạo kim quang, bốn lưu kim khôi lỗi, lấy thế xét đánh, gắt gao cuốn lấy Hình Thiên lão tổ. Lưu kim khôi lỗi này, Hình Thiên lão tổ là lĩnh giáo qua, vừa thấy bốn lưu kim khôi lỗi nhảy ra, da đầu Hình Thiên lão tổ một trận rung lên. Ngày đó ở trước động phủ Nhậm Thương Khung, trải qua giống như ác mộng kia, lại một lần nữa hiện ra. Ngày đó, hai lưu kim khôi lỗi, liền khiến hắn trói chân trói tay, thi triển không ra. Hiện giờ tuy tấn thăng đại đạo, nhưng bị bốn lưu kim khôi lỗi hoàn toàn không sợ đánh đập này vây quanh, hắn cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Dù sao, đồ vật này đánh không chết. Rất cuốn người. Thiên Hình Trảm trong tay, đánh ra bốn đao, dùng lực lượng đại đạo thuần túy, đem bốn lưu kim khôi lỗi đánh bay. Cùng lúc đó, thần thức mở rộng, bắt đầu tìm tòi Nhậm Thương Khung. Hắn không tin, ở trong đại đạo khí tràn của hắn, Nhậm Thương Khung này có thể trốn thoát. Ngay khi thần thức hắn khai mở, bỗng nhiên sau lưng một đạo kim quang lướt lên. Trực tiếp bay đến cổ hắn. Cũng may Hình Thiên thần thức mở rộng, phản ứng đúng lúc, đầu co rụt lại, cuối cùng mới tránh được một đao bất ngờ này. Pháp thân Nhậm Thương Khung kia khí thế như hồng, bỗng nhiên từ chỗ tối hiện thân. Đỉnh đầu Nhậm Thương Khung, không ngờ treo cao năm thủ ấn giống như mặt trời chói chang, tản ra hơi thở trang nghiêm, muôn hình vạn trạng. Hình Thiên, ngày đó ở phủ Hạng Thái Hư, ta cùng ngươi đã nói, Hạng Thái Hư hôm đó, chính là của ngươi hôm nay. Cho dù ngươi tấn thăng đại đạo cảnh, hôm nay cũng khó lòng thoát chết. Năm đại thủ ấn hợp lại. Lực lượng của đại nhật cực quang. Dường như có thể đem nước sông lập tức hong khô, có thể đem thổ địa phì nhiều nháy mắt nướng cháy. Ngũ tinh liên châu, đại nhật cực quang. Phá. Đại nhật cực quang ở giờ khắc này, rốt cục hình thành, khí thế cuồn cuộn nổi lên, hướng Hình Thiên ầm ầm cuốn đến. Tốc độ của đại nhật cực quang, quả nhiên là có thể so với cực quang. Chỉ một cái hô hấp, đã cuốn đến trước mặt Hình Thiên. Hình Thiên quá sợ hãi, hai tay vội vàng hợp lại, tụ tập đại đạo khí tràn hình thành phòng ngự, tính toán cứng rắn đối kháng khí thế ngập trời này. Trong lòng cũng âm thầm nghiêm nghị, tiểu cẩu này. Sao có thể hống hách như thế? Khí thế bực này, chẳng lẽ hắn cũng tiến nhập đại đạo cảnh? không có khả năng. Chiêu này của hắn tuy hùng mạnh, nhưng không có ẩn chứa thiên địa đại thế. Nhưng vì sao công kích này lại bá đạo như thế? Một ý niệm, đại nhật cực quan kia đã bổ tới trước mặt. Hình Thiên biết, lấy tốc độ của hắn giờ phút này di động, tuyệt đối không có khả năng nhanh hơn lực lượng chiêu thức này, một khi tránh né, chính là tử sát. Điểm này, hắn so với vương bài sát thủ của Càn Khôn Minh là sáng suốt hơn. Hắn biết, một chiêu này, chỉ có thể cứng rắn đối kháng, còn có đường sống. Nếu chạy trốn, chỉ có một đường chết. Dù sao cũng là đại đạo cấp, lại ở trong lĩnh vực của hắn, nên hắn tích tụ lực lượng rất nhanh. Chỉ một cái hô hấp, đã ngưng tụ thành một bức tường khí, ẩn chứa uy năng của thiên hình oán linh, hướng đại nhật cực quan ầm ầm đánh tới. Chiến đấu tới lúc này, không tồn tại kỹ xảo gì, chính là cứng đối cứng. Chỉ có áp đảo đối phương mới có đường sống, nếu không, Hình Thiên hắn hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Nhưng, hắn vì vội vàng, khó tránh khỏi có sơ hở. Ngay thời điểm hắn toàn lực ngưng tụ phòng ngự, Lưu Kim Khôi Lỗi đã công kích tới. Bốn Lưu Kim Khôi Lỗi, biến ảo thành trạng thái lỏng, hóa thành một cái lồng chụp xuống. Súc sinh, cút ngay. Hình Thiên trong cơn giận dữ, niết chưởng thành chọc, liên tục trảo động, muốn bằng uy năng đại đạo, đem kim quang này phá thành mảnh vỡ. Nhưng vào lúc này, kim quang kia giống như da mịn, trực tiếp mềm hóa, hóa thành một đoàn kim quang, trực tiếp nhào vào trên người hắn. Cái vồ này của hắn, lập tức xuyên thủng qua tầng kim quang. Hình Thiên giận dữ, vội vàng giơ tay phải xé kim quang này. Ngay lúc này, hai chân bỗng nhiên căng cứng, hai đạo kim quang dưới mặt đất, lại hóa thành dây thừng, dài giống như dây mây. Từ hai đùi hắn không ngừng leo lên. Không tốt. Hình Thiên hồn bay phách lạc, bị kim quang này cuốn lấy, cho dù hắn là đại đạo cảnh, kết cục cũng chỉ có chết. Trình độ cuốn thân của kim quang này, gần như đã tới mức không cách gì phá nổi. Vội vàng vận khí toàn thân, tính toán đem kim quang này hất ra. Nếu hắn thi triển toàn bộ uy năng đại đạo, Lưu Kim Khôi Lỗi có khả năng bị hắn hất ra. Nhưng, Nhậm Thương Khung hiển nhiên không có khả năng cho hắn cơ hội này. Đại nhật cực quang và vách tường phòng ngự kia va chạm, bàn tay Nhậm Thương Khung liên tục huy động, lập tức đánh ra lạc nhật kim dung. Oanh! Trực tiếp trúng ngực Hình Thiên. Hình Thiên cho dù là đại đạo cường giả, bị đánh trúng nơi yếu hại, khí hại chấn động, kinh mạch gần như đứt gãy, trong miệng máu tươi cuồn phun, khí huyết lập tức đảo nghịch. Chiến đấu tới một bước này, có thể nói là thắng bại đã phân. Nhậm Thương Khung thế như chẻ tre, đem toàn bộ khí tràng của Hình Thiên bài trừ, thần uy lẫm lẫm, đứng ở trước mặt Hình Thiên, lạnh lùng cười, như thế nào? Hình Thiên bụng muốn tức điên, nhưng hắn có thể không phục sao? Bất kể từ góc độ nào xem, Nhậm Thương Khung lần này đánh bại hắn, là hoàn toàn dựa vào thực lực, không có đầu cơ trục lợi. Cho dù đánh một lần nữa, hắn cũng không có khả năng thắng. Nhất niệm đến vậy, lòng tràn đầy hùng tâm tráng chí của Hình Thiên, lập tức hóa thành bọt nước, trong mắt bắn ra hào quang thù hận, Nhậm Thương Khung, xem như ngươi lợi hại. Ngươi giết ta, Thiên Cát với ngươi không chết không ngừng. Sư tôn Lý Dật Phong của ngươi, cũng mơ tưởng sống yên ở Thiên Cát. Nhậm Thương Khung khinh miệt cười, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nghĩ rằng ta có thể cùng Thiên Cát hòa giải sao? Không chết không ngừng. Dường như ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt, đã là cục diện không chết không ngừng rồi. Ngươi không sợ Lý Dật Phong xui xẻo, thì giết ta đi. Ha ha ha. Hình Thiên, hay là ngươi nghĩ rằng, ngươi dùng sư tôn uy hiếp ta sẽ tha cho ngươi một lạng. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại tìm ta gây phiền toái. Thời điểm ta diệt sát Hạng Thái Hư, đã tuyên án vận mệnh của ngươi. Cho nên, ngươi phải chết. Nhậm Thương Khung giọng điệu quyết tuyệt, không có một tia nhân tình nào. Chương 521, diệt sát Hình Thiên, mỹ nữ đồ đệ. Hình Thiên lão tổ này, chính là ác hổ, là độc xà, tuyệt đối không thể thả hổ về núi. Nhậm Thương Khung vung ngũ hành trúc kiếm lên, trực tiếp đem thủ cấp của Hình Thiên lão tổ bổ xuống. Hỏa quang bùng lên, đem thi thể Hình Thiên lão tổ luyện hóa tại chỗ. Sau khi diệt sát Hình Thiên lão tổ, Nhậm Thương Khung cũng biết, lần này xuất động, là vô công trở về. Hắn phiền lòng không phải cùng Thiên Cát hoàn toàn xé rách da mặt, cũng không phải Thiên Cát treo giải thưởng, mà là từ trong miệng Hạ Hàng Hiên biết được, yêu hóa chi độc kia, có lẽ cũng chưa có phương pháp giải độc. Tin tức này làm cho Nhậm Thương Khung rất phiền lòng. Hắn cẩn thận phân tích, cảm thấy lời này của Hạ Hàng Hiên cũng không sai. Nếu thật là như vậy, muốn cởi bỏ yêu độc trong cơ thể phụ thân là hết sức phiền toái. Nếu yêu độc này đúng là vô giải, ta nhất định phải làm âm dương đạo, trảm không đạo trả giá gấp trăm lần. Phụ thân, vẫn là tâm bệnh kiếp trước kiếp này của Nhậm Thương Khung. Hôm nay phụ thân đã tìm được, nhưng yêu độc không có cách phá giải, đau khổ trong lòng Nhậm Thương Khung, có thể tưởng tượng được. Đúng là lực lượng vẫn còn chưa đủ. Nếu có đủ thực lực, trực tiếp đến thánh địa âm dương đạo, đem Hạ Tùng Linh bắt lại tra hỏi. Nhậm Thương Khung than nhẹ một tiếng, biết hành tung bại lộ, tất nhiên sẽ có phiền toái vô cùng vô tận. Thiên Cát treo giải thưởng dụ người như vậy, một hai kẻ tới tìm phiền toái, hắn cũng không sợ. Nhưng nếu là một nhóm lại một nhóm không ngừng tới tìm phiền toái, cũng rất nhức đầu. Nhậm Thương Khung không sợ, nhưng cũng không muốn ở nơi này dây dưa lãng phí thời gian. Trở lại Đan Tiên Đông Điện, Nhậm Thương Khung y theo lời hứa lúc trước với Xích Hằng Vũ, thỉnh thoảng ở Kính Nguyệt Thành xuất đầu lộ diện, ngồi chẩn cứu người. Xích Hằng Vũ luôn luôn thương dân, hôm nay không có Hô Duyên Ngạo Bác cản trở, càng được dân chúng thương yêu. Lần trước Xích Hằng Vũ đề nghị Nhậm Thương Khung mở một y quán, bất quá cân nhắc Nhậm Thương Khung bây giờ đã là Thái Thượng trưởng lão, không có tiện luôn xuất đầu lộ diện, nên cũng không nhắc lại chuyện này. Ngược lại Nhậm Thương Khung một mực nhớ chuyện này. Bất quá, hắn cảm thấy, Kính Nguyệt Thành này lớn như thế, nếu dựa vào mấy cao tầng xuất đầu lộ diện, cuối cùng là lấy muối bỏ biển. Cho nên, hắn mấy ngày này, mỗi ngày đều tốn không ít thời gian chỉ điểm Tiểu Kỳ cùng Trịnh Thành. Nhất là Tiểu Kỳ, thiên phú ở phương diện linh dược, quả thật đáng giá bồi dưỡng, vô cùng có thiên phú, điều này làm cho Nhậm Thương Khung hết sức vui mừng. 2 năm không tới, tu vi linh dược của Tiểu Kỳ, mặc dù còn cách dược thánh rất xa, nhưng ít nhất cũng có thể thông qua dược sư khảo hạch. Thậm chí trùng kích dược vương cũng có hy vọng lớn. Hơn nữa, lấy thiên tính hiền lành của Tiểu Kỳ, treo bản tế thế, chữa bệnh cứu người, cái này đối với nàng mà nói là lựa chọn tốt nhất. Khi Nhậm Thương Khung nói cho nàng biết chuyện này, Tiểu Kỳ rất nhiệt tình. Mà Nhậm Thương Khung thời gian này, trừ bồi dưỡng Tiểu Kỳ ra, chính là ở trong tài liệu mật thất của Đan Tiên Đông Điện. Có lẽ, có thể từ trong điển tịch của Đan Tiên Điện, tìm được một ít dấu vết liên quan tới yêu độc. Nhưng mà, vô luận hắn tìm thế nào, liên tiếp hơn 10 ngày, cũng không có bất kỳ đầu mối. Hôm nay, Nhậm Thương Khung vẫn ở chỗ cũ xem điển tịch, chợt Tô Thần đến tìm hắn, cười nói có cố nhân tới thăm, muốn đích thân bái kiến hắn. Nhậm Thương Khung hết sức tò mò, lúc này, mình và Thiên Cát đã ân đoạn nghĩa tuyệt, còn có cố nhân gì tới nữa? Chẳng lẽ là người Bách Thảo Đường đến? Không đúng. Nếu như là người của Bách Thảo Đường, Tô Thần lần trước bái phỏng Thiên Cát, đều đã từng quen biết, nhất định sẽ trực tiếp mang tới. Mang theo vài phần nghi ngờ, theo Tô Thần hướng đại điện đi tới. Còn không có tiến vào đại điện, đã nghe được một tiếng cười sang sảng, Xích lão nhi, ta lần này tới, là cố ý hướng Đan Tiên Đông Điện các ngươi nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Thủy lão huynh, chuyện này từ đâu tới? Thì ra người nói chuyện trước, chính là Thủy Vân Tông nhị tông chủ Thủy Trường Đông. Thủy Trường Đông ha ha cười một tiếng, dĩ nhiên là cảm ơn tân Thái Thượng trưởng lão Nhậm Thương Khung. Mấy tháng này, Thủy Vân thần thụ tự hồ tốt hơn rất nhiều, nhìn dáng dấp, cách của Thương Khung đại sư đã có tác dụng. Ta là phụng lệnh đại tông chủ, tự mình tới đa tạ. Xích Hằng Vũ khiêm tốn cười một tiếng, đó là công lao của Thương Khung trưởng lão, Đan Tiên Đông Điện không dám tranh công. Thương Khung trưởng lão tới. Đang khi nói chuyện, Nhậm Thương Khung đã đi vào đại điện. Thủy Trường Đông vội đứng lên, ông quyền cười nói, Thương Khung đại sư, đã lâu không gặp. Bên cạnh Thủy Trường Đông, Thủy Giao vốn đang ngồi ngoan ngoãn, thấy Nhậm Thương Khung tới, đôi má thoáng qua một tia đỏ ửng. Trong mắt bắn ra một vẻ vui thích. Thành thực đứng lên, đệ tử Thủy Giao, bái kiến ân sư. Thủy Giao thoải mái như vậy, cư nhiên miệng xưng ân sư. Điều này làm cho Xích Hằng Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Không khỏi cười nhìn về Nhậm Thương Khung. Nhậm Thương Khung ngày đó ở Thủy Vân Tông bị Thủy Giao nói như vậy, còn từng lưu lại lời nói, chỉ cần Thủy Giao có thể thông qua 3 năm khảo sát, liền thu nàng làm đồ đệ. Lời này ban đầu cũng chỉ là mượn cớ rút lui, tính ở trong 3 năm, để cho tâm tư Thủy Giao phai nhạt, biết khó mà lui. Hắn vốn cho là Thủy Giao chẳng qua là tâm tính nữ nhi, nhất thời cao hứng. Thấy thủ đoạn luyện đan của mình, sinh lòng bội phục thôi. Thời gian dài, cũng sẽ quên. Cũng không nghĩ tới, Thủy Giao này cư nhiên nhớ mãi không quên, vừa thấy mặt đã lấy thân phận đồ đệ hành lễ. Ách! Thủy tiểu thư, danh phận thầy trò giữa ta và ngươi, tự hồ. Thủy Giao hì hì cười một tiếng, lão sư, 3 năm khảo sát, đã không cần thi. Ta biết lý niệm của lão sư cùng Đan Tiên Điện nhất mạch truyền thừa, chính là tế thế cứu nhân. Cho nên, đệ tử tính toán đến Kính Nguyệt Thành mở y quán ngồi chẩn, nhập thế tu hành 10 năm, vì dân chúng Kính Nguyệt Thành hành y chữa bệnh, thay lão sư phân ưu giải nạn. Nhậm Thương Khung sờ mũi, cô gái này, cùng suy đoán của hắn không giống a, hắn vốn cho là Thủy Giao này nhất định là coi trời bằng vung, tuy không bằng cái loại thiên kim tiểu thư tính khí ngang ngược, nhưng cũng kém không xa, không ngờ nàng lại có bộ mặt này. Dưới tình huống này, nếu như hắn cự tuyệt, vậy thì không khỏi có chút thất thố. Thủy Trường Đông ha ha cười nói, Thương Khung đại sư, tiểu nữ một mảnh thành tâm, tuyệt đối không có bất kỳ tư tâm. Ta xem, ngươi nên thu nàng làm đồ đệ đi. Nhậm Thương Khung có chút khó xử, theo như quy củ Đan Tiên Đông Điện, là không thể cùng lục đại tông môn lui tới quá thân mật. Cho nên, hắn có chút khó xử nhìn về Xích Hằng Vũ. Xích Hằng Vũ cười cười, Thương Khung, chuyện truyền thừa y bác, tự ngươi quyết định là được. Đan Tiên Đông Điện mặc dù có quy củ, nhưng chuyện thu đồ đệ, cũng để ý một chữ duyên. Nếu Thủy Giao tiểu thư với ngươi có duyên thầy trò, ngược lại cũng không nên làm mất một mỹ sự. Thủy Trường Đông vội nói, phải, thầy trò là duyên phận, do trời đất tạo nên. Tiểu nữ của ta, băng tuyết thông minh, nhưng hết lần này tới lần khác lại có mấy phần ngạo tính tình. Nàng ngay cả ta, cũng không phải rất phục. Lớn như vậy rồi, chân chính để cho nàng tâm phục không có mấy. Thương Khung đại sư ở trong lòng nàng, so với danh sư còn cao hơn, nếu không thu nàng nhất định sẽ thành tâm bệnh. Thủy Giao hì hì mà cười, lão sư, ta biết người rất mềm lòng. Cùng lắm thì ta đáp ứng người, sau này chuyện gì đều nghe lão sư an bài. Nhậm Thương Khung thở dài nói, nếu ngươi thành tâm, ta liền nhận ngươi khảo sát một thời gian. Bất quá làm môn hạ đệ tử ta, nhập thế tu hành 10 năm thế nào đủ? Tu hành một đạo, tất nhiên trước phải nhập thế, mới có thể xuất thế. Ngươi muốn theo ta tu luyện, phải vĩnh viễn nhập thế, dù không thể thành kỳ thân, cũng phải có mỹ danh y đức. Nhậm Thương Khung không phải là người trước nhân sau đại nghĩa, phần nhân tình này, hắn vốn cũng không xem nặng, nhưng mà nghiên cứu di điển Vạn Dược Tôn càng lâu, hắn càng cảm thấy Vạn Dược Tôn là một người vĩ đại. Tâm tính như vậy, bất tri bất giác cũng ảnh hưởng Nhậm Thương Khung, đào tạo khí độ cho Nhậm Thương Khung. Để cho hắn hiểu, tu hành đại đạo, không chỉ có tranh đấu cùng chém giết, cũng có lòng nhân từ cùng đảm đương. Một võ giả, nếu như thoát khỏi thế tục, không hỏi thế sự, không quan tâm thế gian khổ não, như vậy tu hành nhiều bản lãnh, lại đi nơi nào thi triển. Chớ nói Thủy Trường Đông là ngoại nhân. Ngay cả Xích Hằng Vũ, nghe lời này cũng nghiêm nghị hẳn lên, cảm giác mình ban đầu chọn Nhậm Thương Khung, thật là cử chỉ sáng suốt. Trong con ngươi xinh đẹp của Thủy Giao, cũng thoáng qua mấy phần suy nghĩ sâu xa. Lão sư, đệ tử ghi nhớ dạy bảo. Ân, lánh đời tu hành, vì tư lợi, mặc dù thành đạo, cũng chỉ là tiểu đạo là tả đạo, không thể nào là chân chính đại đạo. Nhậm Thương Khung nói lời này, cũng suy nghĩ sâu xa. Suy nghĩ hạ thì Âm Dương Đạo cùng Trảm Không Đạo, mặc dù biết yêu tộc muốn xâm lấn, vẫn như cũ ta được ta làm, không nhúc nhích, suy tính chẳng qua là tông môn lợi ích. Thậm chí chẳng qua là thế lực của mình, hoàn toàn không để ý dân chúng sống chết. Thậm chí, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ nhân tính nào, đem bình dân coi là heo chó, nắm trong tay sinh sát, khi cần thì vứt ra hy sinh. Nếu nói đạo như vậy, trong đáy lòng Nhậm Thương Khung rất mâu thuẫn. Bất kể có hay không có năng lực làm được, ít nhất ở trước mặt đại kiếp, đại tông môn nhất định phải có đảm đương của một đại tông môn. Nếu như ngay cả con dân cũng không thể che chở, kia còn có tư cách gì cao cao tại thượng, hưởng thụ vinh dự cao nhất. Thủy Giao sống đến bây giờ, chân chính quỳ lạy người khác. Thật ra cũng chỉ có Nhậm Thương Khung. Bởi vì, Nhậm Thương Khung ở Thiên Phú Linh Dược, là hoàn toàn chinh phục nàng, hoàn toàn phá hủy kiêu ngạo cùng tự hào ban đầu của nàng. Ở Nhậm Thương Khung, nàng nhận thức được cái gì gọi là chân chính dược thánh đại sư, cái gì gọi là đại sư thủ bút. So sánh xuống, chút tu vi linh dược đáng thương của mình, thật là hổ thẹn hết mức. Lại còn tự nhận là Đông Hoàng Châu đệ nhất thiên tài linh dược. Suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Thủy Trường Đông thấy Nhậm Thương Khung đáp ứng thu đồ đệ, cũng là vui vô cùng, lập tức đề nghị, xích lão nhi. Đại hỷ sự bực này, không bằng ở nơi này cử hành một nghi thức bái sư đi. Xích Hằng Vũ cũng muốn làm người mai mối, cười nói, Thái Thượng trưởng lão thu đồ đệ, đây là thiên đại chuyện vui, đáng ăn mừng một chút, nghi thức bái sư này, tự nhiên phải làm long trọng một chút.